Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 12. Mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi đen lại, chắc không phải vì hắn ta từ chối lời mời của Dương Lệnh Quang, nên vị chủ tịch tỉnh này muốn đến ra oai phủ đầu với hắn đấy chứ. Cũng không loại trừ khả năng này. Dù sao, chủ tịch tỉnh chính là quan lớn, lãnh đạo một tỉnh, là người đứng đầu, ở tỉnh Đông Hải, ai dám không cho ông ta mặt mũi. Chỉ một mình Tề Đẳng Nhàn, không cho ông ta mặt mũi. Lần đầu tiên thư ký đến mời không đi, lần thứ hai đối phương gọi điện mời không đi. Cục trưởng Cao, giấy tờ của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn, ông có thể từ từ kiểm tra. Lý Vân Uyển cho người mang tất cả giấy chứng nhận ra, giao cho cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao nhìn cũng không thèm nhìn, lật bừa mấy trang liền thuận tay vứt sang một bên, nói không đạt tiêu chuẩn, tất cả chứng nhận này đều không hợp quy cách. Sắc mặt mọi người không khỏi đều trở nên u ám. Tư Bản Thiên lại thành lập khá vội vàng, có thể có chỗ chưa hoàn thiện vẫn chưa thể bổ sung, nhưng vị cục trưởng Cao này nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp nói không hợp quy cách. Tập đoàn Hướng Thị ở tỉnh Đông Hải có năng lực rất lớn, chào hỏi một tiếng, cho dù là không có giấy tờ, cũng có thể đưa vào kinh doanh trước, sau đó bổ sung giấy tờ sau. Bây giờ vị cục trưởng Cao quản lý một phần công việc cục công thương này lại đến cửa kiếm chuyện, kiểu này rõ ràng là không định nể mặt. Không khiến Tư Bản Thiên lại đóng cửa không từ bỏ. Cục trưởng Cao chưa xem hết, đã biết là không hợp quy cách. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tôi nói không hợp quy cách chính là không hợp quy cách, bởi vì, tôi quản lý việc này. Cục trưởng Cao trừng mắt nhìn hắn ta, cười lạnh nói. Dương Quan Quan cười cười, nói cục trưởng Cao, kiểm tra kỹ lại đi. Nhỡ may một lúc nữa tỉnh trưởng Dương thật sự đến thị sát công việc, chẳng lẽ ông lại bắt chúng tôi đóng cửa sao? Nếu như tỉnh trưởng Dương đến thấy công ty đóng cửa phong tỏa, sẽ nghĩ như nào đây? Cục trưởng Cao nghe xong, lập tức cười rộ lên, lắc đầu, nói, thư ký Dương, bớt nói đùa đi, tôi đã nói rồi, tỉnh trưởng Dương chắc chắn không đến công ty các người thị sát công việc đâu. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, tỉnh trưởng Dương nói như thế với ông. Cục trưởng Cao u ám nói, tự anh đắc tội người nào, trong lòng anh không rõ à? Xe của chủ tịch tỉnh anh cũng dám đập. Con trai của chủ tịch tỉnh cũng dám đánh, còn muốn làm ăn ở tỉnh Đông Hải. Mọi người nghe ông ta nói dứt lời, đều không khỏi ngạc nhiên, người nào người nấy há hốc mồm nhìn Tề Đẳng Nhàn. Rõ ràng, mọi người đều không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại âm thầm làm ra chuyện long trời lở đất như vậy. Tề Tổng quả thật là người có tính khí nóng nảy, còn đập cả xe chuyên dụng của chủ tịch tỉnh. Tề Tổng có gan có khí phách lắm mà, con trai nhà tỉnh trưởng cũng dám tát, chậc chậc. Chuyện này ai dám làm chứ? Đắc tội chủ tịch tỉnh triệt để như thế, cũng không biết các người lấy đâu ra tự tin, cảm thấy chủ tịch tỉnh sẽ đến đây thị sát công việc vậy. Người nào người nấy thiểu năng hết rồi đi, đúng là có cấp trên như nào thì cũng có cấp dưới như thế, chủ tịch thiểu năng, cấp dưới cũng thiểu năng. Mấy lãnh đạo trong cục đến cùng cục trưởng Cao cũng cười lạnh, ai cũng châm chọc mỉa mai. Ra mặt đám người của Tư Bản Thiên lại cũng cứng lại. Nếu Tề Đẳng Nhàn thật sự đập xe của chủ tịch tỉnh rồi, còn đánh con trai nhà người ta, vậy Tư Bản Thiên lại thật sự không có cửa lăn lộn ở tỉnh Đông Hải nữa rồi. Tề Tổng, anh thật sự đánh con trai nhà chủ tịch tỉnh rồi à? Dương Quan Quan không nhịn được quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tát anh ta một cái. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, lạnh lùng nói. Nghe hắn chính miệng thừa nhận, mọi người mới bắt đầu xôn xao, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Con người tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài. Đó là con trai của chủ tịch tỉnh đấy, vậy mà lại bị hắn tát rồi. Hơn nữa, bây giờ hắn còn như là không có chuyện gì xảy ra, dường như thân phận của đối phương không đáng nhắc tới vậy. Đầu Dương Quan Quan nhất thời giật giật, Hoa Quốc không như là nước ngoài, đám con cháu quan quan chức này đều coi trời bằng vung. Hơn nữa, người bị đánh còn là con trai chủ tịch tỉnh, không phải là tìm chết à. Chẳng trách cục trưởng Triệu mới sáng ra đã dẫn người tới gây sự rồi. Cho dù giấy tờ của Tư Bản Thiên Lai không có vấn đề gì, đám người này cũng sẽ bới lông tìm vết, bịa đặt ra vấn đề cho bằng được. Hơn nữa, đám nhân viên xông vào công ty đó, e rằng đã sắp xếp gì đấy rồi, chắc lần này Tề Đẳng Nhàn phải ăn cơm tù rồi. Đây không phải rắc rối người bình thường có thể gây ra. Dương Quan Quan mắng thầm trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, mộng mộng mà biết. Chắc phải tức chết mất. Lý Vân Uyển cũng bất đắc dĩ, lần này thật sự hết cách rồi. Dù sao, người cũng bị Tề Đẳng Nhàn đắc tội rồi, muốn làm ăn chắc là không thể rồi.
đóng cửa đi, người phụ trách đi cùng tôi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Cục trưởng cao lạnh giọng nói. Giấy tờ của chúng tôi không có vấn đề gì, dựa vào cái gì tôi phải đi cùng ông, tiếp nhận điều tra. Tề Đảng Nhàn vẻ mặt lạnh tanh nhìn cục trưởng cao. Nếu đối phương có lý có chứng cứ, vậy hắn sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện, dù sao hắn cũng không phải người vô lý. Nhưng, nếu đối phương vô cớ gây rối, cố tình gây chuyện, vậy muốn hắn thỏa hiệp, gần như là chuyện không thể nào. Dù sao, Lý Vân Uyển vô duyên vô cớ nhéo hắn một cái, hắn còn lập tức trả thù, huống hồ gì là người khác tới gây chuyện. Dương Quan Quan cười khổ nói, Tề Tổng, chuyện này tốt nhất không nên cứng đối cứng, dù sao hắn cũng là người phía chính phủ. Anh cùng ông ấy đi một chuyến, tạm dừng hoạt động công ty. Sau đó, nghĩ cách cứu vãn mối quan hệ giữa cậu và con trai tỉnh trưởng. Ngoan ngoãn xin lỗi cậu ấy một tiếng, chuyện này cũng không phải không thể giải quyết. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói, xin lỗi thằng cha đấy. Nói đùa gì vậy? Nó lái xe suýt nữa đâm trúng Lý Tổng, đã thế còn thái độ kiêu ngạo, tôi dựa vào đâu phải xin lỗi. Với cả, người phía chính phủ thì làm sao? Có quyền là muốn làm gì thì làm à? Dương Quan Quan nghe vậy liền ngẩn người, không ngờ chuyện này còn liên quan đến Lý Vân Uyển, cô ta ngạc nhiên liếc Lý Vân Uyển một cái. Tề Đảng Nhàn vì cô ta mà đập xe chuyên dụng của chủ tịch tỉnh. Còn tát con trai ông ta. Hửm. Ngại quá đi, chuyện này do tôi phụ trách. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của anh, có quyền đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này cục trưởng cao nở một nụ cười đắc ý, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tề Đảng Nhàn. Mọi người đều không nói gì, quả thật, đắc tội người như vậy, người ta mời lãnh đạo cơ quan liên quan đến gây khó dễ, Tề Đảng Nhàn còn có cách nào. Nói miệng thì cũng có khí phách đấy, nhưng không mở cửa làm ăn được. Thì người chịu thiệt vẫn là chính bản thân mà thôi. Chẳng lẽ, Tư Bản Thiên lại vừa mới thành lập không lâu, đã vì Tề Đảng Nhàn mà đóng cửa. Tôi thấy, Tề Tổng gây ra họa lớn rồi, ít nhất phải hướng Tổng hoặc Chủ tịch Thần Bí ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Cũng không biết Dương Thiếu gia định xử lý chuyện này như thế nào, tính khí Tề Tổng cứng rắn như thế, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn. Người ta dùng địa vị đấu đá, chúng ta quả thật không có cách nào. Để tôi gọi cho Hướng Tổng, xem cô ấy nói thế nào. Bên phía Tư Bản Thiên lại, mọi người đều đã hoảng loạn, ai nấy thì thầm to nhỏ, thậm chí có người nghĩ không phải nên rời khỏi công ty sớm một chút, miễn cho rước họa vào người. Tề Đảng Nhàn không có bất cứ phản ứng nào, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cục trưởng cao. Cục trưởng cao vẫy vẫy tay, nói, đem theo tất cả giấy tờ có liên quan, sau đó dán niêm phong, người phụ trách đi theo chúng tôi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Người dưới trướng ông ta lập tức tiến lên, bắt đầu xua đuổi nhân viên trong công ty ra ngoài. Tề Đảng Nhàn đứng yên ở sảnh cửa công ty, bình tĩnh nói, tờ giấy niêm phong này mà dán lên, e rằng cái chức này của cũng không ngồi nổi nữa rồi. Cục trưởng cao lập tức ngẩn người ra, sau đó bật cười ha hả, hỏi, anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, anh nói to lên. Mọi người xung quanh cũng bật cười thành tiếng, dường như nghe thấy một câu chuyện cô vô cùng buồn cười. Ngồi không nổi, thằng danh này nghĩ mình là ai vậy, con riêng của chủ tịch nước à? Đúng đấy, đắc tội con trai chủ tịch tỉnh, còn dám kiêu ngạo như thế. Có nhầm không vậy? Anh biết rồi đấy, đây là Đông Hải, anh đắc tội con trai chủ tịch tỉnh, không ai cứu nổi anh. Đừng nói là làm ăn ở Đông Hải, sau này muốn lăn lộn ở Đông Hải, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đám nhân viên Tư Bản Thiên lại cũng đều cười khổ. Lần trước Tề Đảng Nhàn xử lý được Cao Cường, nhưng Cao Cường và Dương Văn Khải là người cùng một đẳng cấp sao? Một người chỉ là con trai của cục trưởng cục cảnh sát, một người lại là con trai của chủ tịch tỉnh Đông Hải đấy. Mọi người đều không tin, Tề Đảng Nhàn có thể bình yên vô sự giải quyết chuyện này. Tôi nói thật cho anh biết, không những cái công ty này phải vì anh mà gặp họa, đến cả bản thân anh cũng khó bảo toàn. Cục trưởng Cao cười lớn xong, lập tức âm trầm nhìn Tề Đảng Nhàn. Lạnh giọng nói. Anh sẽ bị chúng tôi truy tố vì tôi kinh doanh trái phép, đến lúc đấy, phạt anh bao nhiêu năm, xem tâm trạng của cậu Dương rồi. Nếu tâm trạng cậu ấy tốt, nói không chừng mấy năm là ra được rồi, nhưng nếu tâm trạng không tốt, vậy thì mấy chục năm, cả đời cũng không phải là không thể. Ha ha ha, mặc dù Tề Đảng Nhàn là chủ tịch Tư Bản Thiên lại, sau lưng có tập đoàn Hướng Thị, nhưng cục trưởng cao hoàn toàn không để hắn ở trong mắt. Đắc tội cả nhà chủ tịch tỉnh như thế, còn muốn có quả ngon để ăn.
không thể nào. Người làm ăn, đến cả đối nhân xử thế cũng không hiểu, đi đắc tội nhân vật như vậy, tự mình tìm đường chết, không thể tránh ai. Lý Vân Uyển đen mặt nói, cục trưởng Cao, các người làm việc cũng phải có quy tắc chứ. Quy tắc? Đối với các người, tôi chính là quy tắc. Tôi nói cái gì, thì là cái đấy. Tôi nói các người kinh doanh trái phép, vậy thì có thêm bao nhiêu giấy tờ tài liệu đi chăng nữa, cũng chỉ là tờ giấy rách. Cục trưởng Cao cười ha hả, vẫy tay một cái với cấp dưới, quát, dán niêm phong. Những người này tay chân đều rất lanh lẹ, dường như đã từng làm rất nhiều lần, cửa công ty lập tức đóng sập lại, sau đó trái phải mỗi người một bên cầm tờ giấy niêm phong. Ông dán lên rồi, lát nữa muốn gỡ xuống sẽ phải trả một cái giá lớn đấy. Tề Đẳng Nhàn không thèm nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm như thế. Vậy sao, tôi từng dán niêm phong cả tỷ lần, ngược lại chưa từng thấy tình huống như anh nói bao giờ. Hôm nay tôi muốn xem, tôi dán niêm phong rồi, cậu có bản lĩnh gì bắt tôi xé xuống được. Hơn nữa, còn rất khó xé. Nói dứt lời, cục trưởng Cao vẫy tay một cái. Hai người kéo tờ niêm phong một cái, xoẹt xoẹt hai tiếng, trái phải đan chéo nhau dán lên cửa Tư Bản Thiên Lại. Tư Bản Thiên Lại vừa mới thành lập vận hành, chưa được mấy ngày, đã trực tiếp bị người ta niêm phong điều tra rồi. Mọi người nhìn tờ niêm phong trước mặt, tưởng như đang nằm mơ, không thực tế quá rồi. Dương Quan Quan không nhịn được lén nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Tên nhóc Tề Đẳng Hàn này đắc tội con trai chủ tịch tỉnh, đâm đầu vào tai họa lớn như thế, hướng Đông Tinh không bảo vệ nổi hắn. Vị chủ tịch thần bí vẫn luôn không xuất hiện, thậm chí còn không để lại tên trong công ty, rõ ràng là chỉ vì lợi ích. Tề Đẳng Nhàn chỉ là con rối hai người họ bắt tay với nhau đẩy lên làm chủ tịch thôi, bây giờ gây ra chuyện lớn như này, e rằng hắn sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi mà thôi. Người của Tư Bản Thiên Lại có lẽ đều không sao, nhưng Tề Đẳng Nhàn khó tránh khỏi rơi vào vòng lao lý này rồi. Nghĩ đến đây, Dương Quan Quan thở dài một tiếng, đây chính là hiện trạng của Hoa Quốc. Dán lên rồi, đã đóng cửa. Không tồi. Ha ha ha, Tư Bản Thiên Lại, công ty giá trị mấy chục tỷ, còn không phải là muốn niêm phong thì niêm phong sao? Ai bảo anh ta chọc vào người không nên chọc, ông chủ là thiểu năng, cả công ty đều phải gặp họa. Lúc này cấp dưới của cục trưởng Cao đều bắt đầu chế giễu hắn. Có một số người chính là tiểu nhân, không nhìn nổi người khác sống tốt, thấy người khác gặp nạn, bọn họ ngược lại càng hả hê. Mặc Lý Vân Uyển trở nên khó coi, nói, Tề Đẳng Nhàn, chúng ta làm thế nào bây giờ? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chả làm thế nào cả, bọn họ muốn niêm phong thì để bọn họ niêm phong. Chỉ là, lát nữa đã không còn dễ xé xuống nữa rồi. Giọng nói của hắn lạnh băng, ánh mắt lướt qua cục trưởng Cao. Dương Quan Quan khổ tâm nói, anh đừng nói linh tinh nữa, tôi còn tưởng hôm nay chủ tịch tỉnh thật sự đến thị sát, ai ngờ là người khác đến gây sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, điện thoại cục trưởng Cao vang lên. Cục trưởng Cao đang định đưa Tề Đẳng Nhàn đi, nhưng ông lại vẫy vẫy tay, nhấc máy, cười nói, Hướng Tổng. Cục trưởng Cao, nghe nói ông đang gây sự với Tư Bản Thiên Lại. Giọng nói lạnh lùng của Hướng Đông Tinh truyền đến. Nào có gây sự, tôi chỉ là làm công việc của mình, Hướng Tổng nói đùa rồi. Cục trưởng Cao nói. Nói được một lúc, ông ta bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. À, Hướng Tổng, chuyện này à, chúng tôi điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Đây là nhiệm vụ từ phía trên. Tôi cũng không có cách nào từ chối, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề sớm. Ha ha ha, Hướng Tổng khách sáo quá rồi. Yên tâm, không có vấn đề gì lớn đâu, tôi sẽ thả người ngay lập tức. Nói dứt lời, cục trưởng Cao liền ngắt điện thoại. Chuông điện thoại Tề Đẳng Nhàn lập tứ vang lên, bắt máy xong lập tức nghe thấy tiếng quát của Hướng Đông Tinh từ đầu bên kia, có chuyện gì vậy, sao lại chọc vào Dương Văn Khải. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn. Nói, được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô cứ yên tâm mà xem, không cần gấp. Anh, Hướng Đông Tinh tức giận, đang định quát mắng, Tề Đẳng Nhàn đã cúp điện thoại. Khiến Hướng Đông Tinh lập tức ngẩn người, sau đó hung hăng ném điện thoại lên bàn, tên chết tiệt này, không làm người khác bớt lo được mà, hơn nữa thái độ còn không nghiêm chỉnh một chút nào. Đi thôi, Tề Tổng, đi đến cục cùng chúng tôi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Cục trưởng Cao nói. Được, Tề Đẳng Nhàn nhe răng ra cười, lộ ra một nụ cười vô cùng ấm áp.
Trong lòng cục trưởng Cao không một chút áp lực nào, đến cả Hướng Đông Tinh còn đối phó được rồi, còn sợ cái gì nữa. Tề Đảng Nhàn chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Lý Vân Uyển cắn răng, nói cục trưởng Cao, sau khi chuyện này kết thúc, tổn thất mà ông gây ra cho công ty, ông phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, đi thôi, đừng dài dòng với ông ta nữa, niêm phong đã dán lên rồi, tôi không để ông ta sẽ xuống dễ dàng như thế đâu. Còn muốn xé xuống? Ha ha ha, niêm phong đương nhiên không dễ xé. Nhưng tôi thấy, quân tất của Lý Tổng có vẻ dễ xé đấy. Cục trưởng Cao cười nói, vừa nhìn đôi chân thon dài của Lý Vân Uyển, vẻ mặt vừa không đúng đắn chọc ghẹo. Lão Tạp Mao, ông nói cái gì? Lão Tạp Mao ý chỉ người già rồi còn không đứng đắn. Tề Đảng Nhàn khựng lại, quay đầu hung ác nhìn ông ta nói. Làm sao, đùa một chút cũng không được à? Cục trưởng Cao cười như không cười nhìn Tề Đảng Nhàn, căn bản không để ý suy nghĩ của hắn. Sắc mặt Tề Đảng Nhàn lạnh xuống, ánh sáng chớp tắt trong con ngươi hắn. Cục trưởng Cao cười nói, anh có đe dọa tôi cũng không thấy sợ tí nào đâu, ai lại đi sợ một thằng nhóc sắp ngồi tù chứ? Vừa nãy anh chưa nghe rõ à? Vậy tôi nói lại lần nữa cho anh nghe nhá. Người mà cục trưởng Cao dẫn theo đều cười hùa theo, Tề Đảng Nhàn trong mắt bọn họ chỉ là con cá trong chậu. Bỏ đi, không cần phải để ý cái bọn lưu manh đấy. Lý Vân Uyển cười lạnh một tiếng, kéo Tề Đảng Nhàn lại, tránh cho hắn lại nổi nóng, xông đến đánh bọn họ. Cục trưởng Cao lại cười ha hả, nói, nếu Lý Tổng có thể biểu diễn một màn xé quần tất ngay tại đây, tôi có thể cân nhắc giảm bớt bằng chứng phạm tội của công ty các người, cũng có thể xử phạt nhẹ hơn một chút. Sắc mặt Lý Vân Uyển lập tức xanh mét lại, đây rõ ràng là đang làm nhục người khác rồi. Đồ đần này mà không được dạy dỗ, thì chỉ càng được nước lấn tới thôi. Tề Đảng Nhàn gỡ tay của Lý Vân Uyển ra. Cục trưởng Cao ngẩn người, tiếp tục cười khinh miệt, nói với đám cấp dưới xung quanh, nào, lấy hết điện thoại ra, quay lại cho tôi. Nói dứt câu, hắn chủ động tiến đến trước mặt Tề Đảng Nhàn. Sao nào, không nhịn được người khác nói đùa với bạn gái anh à? Tôi niêm phong công ty của anh muốn đánh tôi đúng không? Nào, tôi cho anh cơ hội này, tôi đứng đây không nhúc nhích cho anh đánh đấy. Cục trưởng Cao giơ khuôn mặt hiểu đánh ra, chắc chắn rằng Tề Đảng Nhàn không dám đánh ông ta. Mọi người xung quanh cũng cười theo, bây giờ Tề Đảng Nhàn đã thất thế, đắc tội Dương Văn Khải, sau đó Hướng Đông Tinh chắc chắn sẽ chỉ phủi sạch quan hệ với hắn ta. Chỉ là một con kiến không có hậu thuẫn mà thôi, cho hắn 1000 lá gan, hắn cũng không dám động tay. Cục trưởng Cao là đang hủy hoại hắn triệt để, niêm phong công ty của người ta, còn nói như vậy. Ai bảo hắn đắc tội cậu Dương, tự mình không tìm được chết, thì làm gì xảy ra chuyện như này? Nói thẳng ra thì là đần độn, không có mắt, đắc tội người không nên đắc tội. Cục trưởng Cao hừ lạnh một tiếng, nói với Tề Đảng Nhàn, anh đánh tôi, sẽ phạm tội cố ý đánh người, hơn nửa tôi còn là chống người thi hành công vụ, tội tăng thêm một bậc. Kể cả là tôi hay người đứng sau lưng tôi là cậu Dương, đều không phải là người tên phế vật như anh có thể đắc tội. Đừng nói là tôi trêu đùa bạn gái anh, cho dù là trêu ghẹo mẹ anh trước mặt anh cũng nhịn cho tôi. Lý Vân Uyển tức giận nói, ông vô sỉ quá rồi đấy. Cục trưởng Cao cười khẩy, nói, từ trước đến giờ tôi đều nói chuyện không kiêng nể gì thế đấy, vậy thì sao? Các người còn có thể làm gì tôi? Đánh tôi, thử xem. Nói xong hắn nhìn Tề Đảng Nhàn, nói tiếp hai, không phải vừa nãy còn muốn dạy dỗ tôi cơ mà. Bây giờ thì sao, sợ rồi à? Nào nào nào, đánh tôi đi này, để tôi xem anh có bản lĩnh gì. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ xử lý ông, chỉ là, bị nhiều máy quay dọi vào như thế, tôi không quen. Ha ha ha, ngu ngốc, cục trưởng Cao cười lớn, được, chơi đùa với đồ phế vật như anh chả có ý nghĩa gì, lập tức cùng tôi quay về tiếp nhận điều tra. Tề Đảng Nhàn nói, bây giờ thì quen hơn rồi. Nói dứt lời, hắn nhe răng cười. Lý Vân Uyển đứng bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại, chỉ biết cục trưởng Cao đen đủi rồi. Mọi người chỉ nhìn thấy, áo của cục trưởng Cao bị Tề Đảng Nhàn túm lấy, cả người ông ta nhẹ như rơm rạ, trong chốc lát đã bị nhấc bổng lên trời rồi quật xuống. Bịch! Cơ thể của cục trưởng Cao tiếp xúc mạnh với mặt đất, đau đến mức ông ta kêu thảm thiết, cả người dường như muốn ngất luôn đi vậy. Tề Đảng Nhàn không nói gì, nhấc cục trưởng Cao từ dưới đất lên, xách lên trời rồi lại quật xuống. Bịch!
Lần này, tiếng kêu thảm thiết đã nhỏ hơn, thậm chí còn rên rỉ như người sắp chết. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, một tay nhấc bổng cục trưởng cao quật đi quật lại, lên lên xuống xuống mấy lần. Bịch, 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 M thanh vật nặng va đập xuống đất lặp đi lặp lại bên tai, ước chừng va đập 7-8 lần. Miệng mũi cục trưởng cao chảy máu, một cánh tay đã gãy xương, xương sườn không biết đã đập gãy mấy cái, cả người cuộn thành một cục nằm trên mặt đất, đau đến mức chỉ còn những âm thanh rên rỉ yếu ớt. Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều trợn mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn đập đi đập lại cục trưởng cao như đập rơm rạ, điện thoại đang quay của một số người còn trực tiếp rơi xuống đất. Nhanh, báo cảnh sát, tên điên này lại dám đánh cục trưởng cao, nhất định phải để cảnh sát bắt hắn lại. Một người hoảng hốt kêu lớn. Một số người vẫn còn cứng đờ tại chỗ, cả người sởn gai ốc, cách Tề Đẳng Nhàn xử lý cục trưởng cao quá thô bạo quá dã man rồi, nhìn đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Người bên Tư Bản Thiên lại nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy cả người nổi da gà, vị chủ tịch hằng ngày nhìn vô cùng bình thường này, lại dám ra tay, còn bạo lực như thế. Lần này, tai họa lớn rồi, chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Dương Quan Quan liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Mặc dù Lý Vân Uyển cảm thấy vô cùng hả giận, nhưng cũng không biết Tề Đẳng Nhàn định dùng thủ đoạn gì xử lý chuyện này, dù sao, đối phương là một người có quyền lực trong chính phủ, cứng đối cứng như vậy, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Tề Đẳng Nhàn đã ông ta một cái lật nghiêng lại, sau đó đĩnh đạc ngồi lên người ông ta, giơ tay vỗ vỗ vào mặt ông ta, nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Đạo lý này, thầy ông không dạy ông à. Cục trưởng cao rên lên một tiếng, sau đó kêu thảm thiết, họ Tề kia, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh chết chắc rồi, anh cứ chuẩn bị cho người đến dọn xác cho anh đi, cả nhà anh đều phải chôn cùng anh. Bằng vào tên phế vật nhà ông, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp coi ông ta như cái ghế, ngồi thẳng xuống, không để ý gì. Không bao lâu sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, Triệu Thiên Lộc đưa người đến. Cả đám người của cục trưởng cao đều tiến lên vây lấy ông ta, mồm năm miệng mười kể hết cho ông ta. Triệu Thiên Lộc nghe xong, khuôn mặt liền trầm xuống, thấy Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên người cục trưởng cao, ông ta không khỏi nheo mắt lại. Tề Tổng, gan anh to quá nhỉ, lại dám đánh cục trưởng cao. Triệu Thiên Lộc tức giận quát lớn. Ông ta đáng đánh, đương nhiên tôi phải đánh rồi. Tề Đẳng Nhàn nâng mí mắt lên liếc Triệu Thiên Lộc lạnh nhạt nói. Cục trưởng Triệu, ông xem, tên điên này vẫn ngông cuồng như thế. Anh ta căn bản không coi pháp luật ra gì, động một tí liền đánh người, hơn nữa còn coi thường quyền uy của cục trưởng Triệu. Nhất định phải dạy dỗ hắn một trận ra trò, để hắn hiểu rõ sự thấp kém của bản thân mình. Triệu Thiên Lộc cũng biết Tề Đẳng Nhàn đắc tội Dương Văn Khải, kể cả Tề Đẳng Nhàn có nhà họ Hoàng chống lưng, cũng không gợn nổi ngọn sóng nào. Ông ta cười lạnh một tiếng, vẫy tay. Một đội đặc vụ lập tức bao vây lấy Tề Đẳng Nhàn. Tề Tổng, nếu anh còn không thức thời, thì đừng trách tôi không cho anh mặt mũi. Sắc mặt Triệu Thiên Lộc u ám, không ngừng cười lạnh, lần trước mất mặt như vậy, ông ta phải mượn cơ hội lần này nhặt lại mới được. Nếu ông ta xin lỗi Lý Tổng của chúng tôi, vậy tôi có thể cân nhắc việc bỏ qua cho ông ta. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, vẫn ngồi yên trên người cục trưởng cao không nhúc nhích. Cục trưởng cao nổi trận lôi đình. Quát muốn tôi xin lỗi. Không thể nào, trừ khi anh có bản lĩnh giết chết tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, đương nhiên tôi không thể giết ông, giết người phạm pháp mà. Triệu Thiên Lộc không rảnh nghe Tề Đẳng Nhàn nói linh tinh, lạnh mặt nói, Tề Tổng, mời anh lập tức đứng lên, nếu không tôi sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn. Ông ta vừa nói vừa sờ khẩu súng bên hông, sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ không giống như đang đùa. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao dừng ở bên đường, Hoàng Tình Ca vội vàng bước xuống xe, chạy đến. Cô Hoàng, Triệu Thiên Lộc nhìn thấy Hoàng Tình Ca lập tức ngẩn người, sau đó gật đầu chào hỏi. Ánh mắt của cục trưởng cao đang bị Tề Đẳng Nhàn ngồi lên người lạnh xuống, sau đó có chút khinh thường, người Tề Đẳng Nhàn đắc tội là Dương Văn Khải, Hoàng Tình Ca chỉ là con gái thị trưởng mà thôi. Hắn kiêu ngạo như thế, lẽ nào là dựa vào Hoàng Tình Ca? Hoàng Tình Ca nói, Tề Đẳng Nhàn. Tôi đã nghe chuyện của anh rồi, tôi có quen Dương Văn Khải, anh đi tìm anh ta với tôi, xin lỗi anh ta một câu. Chuyện này, có thể giải quyết trong hòa bình. Không cần phải làm to chuyện như thế, làm mọi người đều không vui. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người ra, sau đó bất đắc dĩ cười nói, cô Hoàng,
cô có nhầm hay không? Bảo tôi đi xin lỗi Dương Văn Khải. Đùa à? Cô bảo anh ta đến đây, để tôi lái xe đâm anh ta một cái, rồi tôi nói xin lỗi, xem anh ta có chấp nhận không? Nếu anh ta có thể chấp nhận, tôi nhất định không nói hai lời, lập tức quỳ xuống xin lỗi anh ta. Câu trả lời của Tề Đẳng Nhàn suýt chút nữa khiến Hoàng Tình Ca tức chết, cô ta có ý tốt đến đây giúp hắn, kết quả Tề Đẳng Nhàn lại dùng cách này đáp trả lại cô ta. Hoàng Tình Ca trầm giọng nói, anh nghĩ kỹ chút được không? Dương Văn Khải chính là con trai của chủ tịch tỉnh, anh đắc tội với anh ta, có thể có quả ngon để ăn không? Đừng nói ở cả tỉnh Đông Hải, cho dù ở thành phố Trung Hải, bố tôi cũng không nhất định có thể giúp được anh. Anh mau ngừng lại đi. Đi xin lỗi với tôi là người trung gian, nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Cuối cùng, nói không chừng còn có thể làm bạn. Tề Đẳng Nhàn lại cười khẩy một tiếng, nói, bạn. Thằng rác rưởi Dương Văn Khải đấy cũng xứng. Nói dứt lời, hắn vẫn ngồi im trên người cục trưởng Cao như cũ. Sắc mặt Hoàng Tình Ca hoàn toàn đen lại, cục trưởng Cao nói, cô Hoàng, thân là con gái của thị trưởng, không thể mặc kệ chứ. Chúng tôi thi hành pháp luật. Anh ta lại ra tay đánh chúng tôi, đánh tôi thành dáng vẻ này, bây giờ còn ngồi trên người tôi. Triệu Thiên Lộc cũng trầm giọng nói, cô Hoàng, cô đã hết lòng, người ta cũng không nhận, thì còn cách nào đâu. Vẫn để bọn tôi xử lý tên ác ôn này đi. Hoàng Tình Ca vội vàng nói, cục trưởng Triệu, anh ấy chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, ông đừng làm anh ấy bị thương. Nếu anh ta còn tiếp tục coi trời bằng vung như thế, vậy tôi không chỉ đành khiến anh ta bị thương thôi. Triệu Thiên Lộc mặt không cảm xúc trả lời, tôi là cục trưởng cục cảnh sát, phải bảo vệ sự an toàn của mọi người. Hoàng Tình Ca nhìn Tề Đẳng Nhàn, hổn hển nói, anh muốn thế nào mới chịu xuống khỏi người của cục trưởng Triệu. Ông ta phải xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chuyện khác, đợi ông ta xin lỗi xong, rồi từ từ nói tiếp. Hoàng Tình Ca cười khổ, cục trưởng Cao có Dương Văn Khải chống lưng mới dám đến Tư Bản Thiên lại gây sự, sao có thể xin lỗi Tề Đẳng Nhàn. Dưới tình huống này, nhất định sẽ cương ngạnh tới cùng. Bây giờ Triệu Thiên Lộc đến đây, chắc chắn sẽ không đứng về phía Tề Đẳng Nhàn, e rằng cho dù có Hoàng Văn Lãng ở đây, cũng không thể đứng nhìn Tề Đẳng Nhàn ức hiếp, làm nhục cục trưởng Cao như thế. Cục trưởng Cao chỉ cảm thấy mặt mũi của ông ta mất hết sạch rồi, bị hắn tẩn cho một trận, còn để hắn ngồi lên người như ghế thế này, phải biết mất mặt như thế nào. Tề Tổng, đủ rồi, thu liễm lại đi, chúng ta đấu không lại Dương Văn Khải. Dương Quan Quan thở dài, cũng tiến lên khuyên nhủ. Thư ký Dương, cô không cần dạy chủ tịch là tôi cách làm việc. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Dương Quan Quan chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị câu nói của Tề Đẳng Nhàn làm cho nghẹn lại. Bây giờ cô ta cũng được trực tiếp cảm nhận cảm xúc của Hoàng Tình Ca khi nãy rồi. Mặc dù Lý Vân Uyển cũng lo lắng, nhưng cô hiểu rõ tính khí Tề Đẳng Nhàn xấu như nào, hơn nữa hắn cũng là vì cô, nên cô cũng lười đi khuyên. Triệu Thiên Lộc nói, cô Hoàng, cô cũng thấy rồi đấy, không phải Triệu mỗ tôi không cho anh ta mặt mũi, mà là Tề Tổng quả thật vô pháp vô thiên. Anh em, chuẩn bị ra tay. Ông ta vừa ra lệnh, đội đặc vụ lập tức lấy lại tinh thần. Cục trưởng Triệu, loại côn đồ đó, nên trực tiếp bắt chết đi cho xong. Cục trưởng cứ việc ra lệnh, có chuyện gì, cậu Dương sẽ gánh hết. Hơn nữa, vừa nãy hắn đánh tôi đã cho người quay lại rồi. Kể cả có làm lớn chuyện này lên, chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Cục trưởng Cao hét lớn, hận không thể khiến Triệu Thiên Lộc một phát bắn chết Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, hay cho cái kiểu bao che cho nhau, khá quả nhỉ. Thì đã sao, cục trưởng Cao hừ lạnh. Hoàng Tình Ca thấy Triệu Thiên Lộc thật sự rút súng ra rồi, không khỏi ngẩn người, chuyện đến nước này, cô ta không giúp nổi nữa rồi, những nhớ Tề Đẳng Nhàn thật sự bị bắn chết. Thì làm sao giờ? Đúng tại thời khắc mấu chốt, một chiếc xe màu đen biển số vô cùng bắt mắt chậm rãi dừng trước cửa Tư Bản Thiên lại. Mọi người vừa nhìn thấy chiếc xe này, đều giật mình sợ hãi, một dãy số 0, e rằng lai lịch không nhỏ đâu. Cửa xe mở ra, thư ký Ngô là người đầu tiên bước xuống xe, sau đó giơ tay che mép trên cửa xe, tránh cho va chạm. Là thư ký của chủ tịch tỉnh, vậy, người ngồi trong xe chắc chắn là chủ tịch tỉnh. Ông Dương lệnh quang. Trời ơi, lại có thể kinh động đến tỉnh trưởng Dương, lần này Tề Đẳng Nhàn chết chắc rồi, chín cái mạng cũng không đủ dùng. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá ngông cuồng, không hợp tác điều tra,
còn ra tay đánh người, bây giờ còn coi thường quyền uy của cục trưởng Triệu, quả thật là tự tìm đường chết. Chơi với lửa có ngày chết cháy, chính là đang nói loại người như hắn. Sự xuất hiện của thư ký Ngô, lại một lần nữa khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đoán ra được người trong xe chính là tỉnh trưởng. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đứng dậy khỏi người cục trưởng Cao, không ngồi trên người ông ta nữa. Ha ha ha, anh chơi đủ rồi chứ? Tôi xem anh còn ngông cuồng thế nào. Tỉnh trưởng đích thân đến xử lý anh còn kiêu ngạo được nữa không? Sắc mặt của Triệu Thiên Lộc cũng lộ ra vẻ hài hước, Tề Đẳng Nhàn ý vào có nhà họ Hoàng chống lưng đã muốn làm mưa làm gió ở Trung Hải. Phải biết, thị trường Hoàng cũng không phải to nhất, trên đầu ông ấy, còn có tỉnh trưởng đấy. Thứ ngu xuẩn này, còn dám đập xe của tỉnh trưởng, đánh con trai của tỉnh trưởng, quả thật là tội đáng chết vạn lần. Họ Tề, bây giờ anh tự sát tạ tội, có lẽ còn không liên lụy đến người khác. Cục trưởng Cao cũng hùa cùng đám người nói kháy hắn, giơ tay chống xuống đất, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, đang muốn đứng dậy. Đúng lúc này, một bàn chân đột nhiên dẫm lên lưng của cục trưởng Cao, bịch một tiếng, khiến cục trưởng Cao một lần nữa nằm úp sấp xuống mặt đất. Mọi người đều bị dọa đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn, lúc này lại còn dám ra tay với cục trưởng Cao, quả thực là ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì. Đến cả Lý Vân Uyển cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, Tề Đẳng Nhàn dẫm cục trưởng Cao thêm một cái ngay trước mặt tỉnh trưởng, liệu có quá mức rồi không? Xong rồi, ngay trước mặt tỉnh trưởng còn dám đánh người, ông trời cũng không cứu nổi anh ta. Dương Quan Quan cũng vô cùng lo sợ. Đám nhân viên tư bản Thiên lại cũng sợ hãi, người nào người nấy đều trợn muốn rơi con mắt ra ngoài. Tỉnh trưởng đến thì sao? Dạy dỗ ông đáng phải nhận được không phải vẫn phải nhận sao? Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt hỏi. Cục trưởng Cao đau đớn nói, tên điên, anh nhất định phải chịu sự trừng trị. Dương Lệnh Quang vừa xuống xe, đã nhìn thấy cục trưởng Cao bị Tề Đẳng Nhàn một chân đạp xuống dưới đất. Đến tận bây giờ, bàn chân của Tề Đẳng Nhàn vẫn đặt trên lưng của cục trưởng Cao, dường như không định để hắn đứng dậy. Sắc mặt của Dương Lệnh Quang lập tức trở nên khó coi, đến cả thư ký Ngô cũng vô cùng ngạc nhiên, tên Tề Đẳng Nhàn này quả thật là điên cuồng quá rồi, dám ra tay đánh người trước mặt tỉnh trưởng. Có chuyện gì xảy ra? Dương Lệnh Quang trầm mặt tiến đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông chính là tỉnh trưởng Dương nhỉ? Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt hỏi. Dương Lệnh Quang vẻ mặt âm trầm hỏi, Tề tiên sinh có ý gì? Ẩu đả công chức trước mặt tôi. Nhìn sắc mặt của tỉnh trưởng Dương đi, rất khó coi đấy, 10 cái mạng của họ Tề kia cũng không đủ dùng. Lần này, tỉnh trưởng càng có lý do chính đáng để xử lý hắn rồi. Tỉnh trưởng quản lý tỉnh Đông Hải, muốn giết hắn chỉ đơn giản cần một câu nói là được rồi. Mọi người nhìn sắc mặt khó coi của Dương Lệnh Quang, đều nhao nhao thì thầm thảo luận. Cảm thấy hôm nay Tề Đẳng Nhàn khó thoát khỏi cái chết rồi. Tề Đẳng Nhàn vô cảm nhìn Dương Lệnh Quang, nói tôi ngược lại muốn hỏi tỉnh trưởng Dương có ý gì. Vừa dứt lời, mọi người đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn có tài đức gì mà dám nói chuyện với tỉnh trưởng như thế? Không phải hắn hỏng đầu rồi đấy chứ, đạo lý họa từ miệng mà ra cũng không biết. Dương Lệnh Quang nhíu mày, nói cậu nói xem. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tỉnh trưởng Dương nói muốn đến tư bản Thiên lại của chúng tôi thị sát công việc, chúng tôi đã chuẩn bị ký từ sớm. Nhưng vừa mới lúc nãy, vị cục trưởng Cao của cục công thương này đến, trực tiếp phủ định tất cả giấy tờ của bọn tôi, còn nói chúng tôi vận hành phi pháp. Bây giờ, ông thấy đấy, cửa lớn công ty chúng tôi bị dán giấy niêm phong rồi. Ông trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi một kiểu là có ý gì? Vừa dứt lời. Tề Đẳng Nhàn liền thả lỏng chân, đá cục trưởng Cao về phía Dương Lệnh Quang. Cục trưởng Cao rên lên một tiếng, đau đến mức nước mắt tuôn ra, miễn cưỡng chật vật bò lên từ dưới đất, nói với Dương Lệnh Quang, tỉnh trưởng, hắn không để ai vào mắt, mong ông làm chủ cho chúng tôi. Cả đám người bắt đầu nhao nhao cáo trạng. Đưa giấy tờ cho tôi xem, Dương Lệnh Quang lạnh lùng nói. Dương Quan Quan, Tề Đẳng Nhàn ngoái đầu nhìn Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lập tức đưa chứng nhận giấy tờ của tư bản Thiên lại cho Dương Lệnh Quan. Dương Lệnh Quan kiểm tra trước giấy tờ trước mặt mọi người. Lúc này mọi người đều vô cùng lo sợ, thấp thỏm không yên, không biết Dương Lệnh Quan rốt cuộc định xử lý chuyện này thế nào. Anh chết chắc rồi, có giấy tờ cũng vô ích, cục trưởng Cao cười gằn nói. Đúng lúc này, lông mày Dương Lệnh Quan dựng lên, quay đầu lại một tay cầm giấy tờ,
tay còn lại tát vào mặt cục trưởng Cao. Bộp! Cục trưởng Cao bị tát đến choáng váng đầu óc, lùi lại ba bước, mặt ngẩn ra nhìn Dương Lệnh Quang. Dương Lệnh Quang lạnh lùng hỏi, cục trưởng Cao, tôi hỏi ông, đống giấy tờ này có vấn đề gì? Dương Lệnh Quang vừa dứt lời, đám người cục trưởng Cao và Triệu Thiên Lộc lập tức ngây ngẩn. Cục trưởng Cao bụng mặt, kinh ngạc nói, không phải, tỉnh trưởng Dương. Tôi đây là... Đôi mắt Dương Lệnh Quang sắc lạnh, nói ông muốn nói cái gì? Tôi thông báo người của Tư Bản Thiên lại, nói muốn đến thị sát. Kết quả, tôi còn chưa đến, ông đã đến trước một bước, đem công ty hợp pháp nhà người ta niêm phong lại. Ai cho ông lá gan đấy? Cục trưởng Cao, ông oai phong quá nhỉ? Đây là chuẩn bị vả vào cái mặt già của Dương Lệnh Quang tôi à? Cục trưởng Cao nghe Dương Lệnh Quang nói nghiêm túc như vậy, đặc biệt là câu cuối, dọa ông ta cả người run lên cầm cập, ngồi phịch xuống đất. Cục trưởng Cao bị dọa đến mức không nói lên lời, mọi người xung quanh cũng lặng ngắt như tờ, kinh ngạc nhìn Dương Lệnh Quang. Xem ra chuyện này, tỉnh trưởng Dương hoàn toàn không biết. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt hỏi. Tề tiên sinh, tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi không biết tí gì về chuyện này. Dương Lệnh Quang bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, nếu đã như vậy, vậy tôi cũng giải thích với ông một chút. Lý do tôi đánh ông ta cũng không phải vì ông ta vô cớ niêm phong công ty của tôi, mà là ông ta đùa giỡn nữ nhân viên công ty tôi, rốt cuộc ông là người thi hành công vụ hay là lưu manh đầu đường xó chợ. Sắc mặt cục trưởng Cao đã biến thành màu gan heo, trong lòng vô cùng sợ hãi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mình đang giúp con trai của Dương Lệnh Quang Dương Văn Khải làm việc mà, sao Dương Lệnh Quang lại đến xử lý ông ta rồi? Nhìn bộ dạng này, dường như Dương Lệnh Quang còn vì hắn mà vô cùng tức giận. Thư ký Ngô, thông báo thị trưởng thành phố Trung Hải, Hoàng Văn Lãng, tạm thời cách chức cục trưởng Cao, tiến hành điều tra. Dương Lệnh Quang quay đầu lại, trầm giọng nói với thư ký Ngô. Vâng, thưa tỉnh trưởng, thư ký Ngô vội vàng trả lời, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng. Cục trưởng Cao hoàn toàn chết tâm rồi, xem ra, Dương Văn Khải gây sự với Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang hoàn toàn không biết. Hơn nữa, dường như Dương Lệnh Quang còn vô cùng tôn trọng Tề Đẳng Nhàn. Sớm biết thế, nói thế nào, ông ta cũng không nhảy vào cái hố này, không chơi chết được Tề Đẳng Nhàn, ngược lại còn chơi chết cả mình. Triệu Thiên Lộc lúc này trực tiếp làm rùa đen rụt cổ, coi như là không biết chuyện gì cả, thậm chí còn vẫy tay, ra lệnh cho đội đặc vụ đứng về phía sau. Trong lòng ông ta cũng vô cùng khiếp sợ với kết cục này, đồng thời, cũng thấy may mắn ông ta không ra lệnh cho đội đặc vụ ra tay với Tề Đẳng Nhàn, nếu không, quả thật là hối hận không kịp. Các người lập tức xé niêm phong Tư Bản Thiên lại, hoàn trả lại toàn bộ đồ tịch thu từ công ty của người ta. Dương Lệnh Quang lớn tiếng ra lệnh cho đám nhân viên của cục trưởng Cao. Vừa nãy bọn họ còn kẻ sướng người họa với cục trưởng Cao, người nào người nấy đều hết sức kiêu ngạo, nhưng lúc này, ai cũng trở thành rùa đen rụt cổ, không chừa một ai. Tề Đẳng Nhàn nhìn bọn họ xé niêm phong, ngược lại cũng không ngăn cản, mọi chuyện đến thế là được rồi, cũng không đáng khiến sắc mặt tỉnh trưởng trở nên khó coi hơn nữa. Anh Tề, anh thật sự đỉnh đấy, tôi còn tưởng tỉnh trưởng đến tìm anh gây sự, không ngờ là đến ra mặt cho anh. Lý Vân Uyển hưng phấn nói. Tề Tổng, đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Quan Quan hoài nghi hỏi. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, không phải rất dễ hiểu à? Dương Văn Khải có chỗ dựa liền ra ngoài làm sằng làm bậy, nhưng, lại không nói cho cha hắn chứ sao? Chuyện này, coi như là trùng hợp đụng phải xe là được rồi. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức đi đến chỗ Dương Lệnh Quang, mời Dương Lệnh Quang vào công ty nói chuyện. Chuyện lần này thật sự quá kịch tính, Tư Bản Thiên lại vừa mới bị niêm phong, kết quả trong nháy mắt đã dỡ bỏ niêm phong rồi, quá trình ngược lại khiến người ta dở khóc dở cười. Cục trưởng Cao chắc chắn là người xui xẻo nhất, để lấy lòng Dương Văn Khải, cuối cùng lại rơi vào kết cục châu chấu đá xe. Triệu Thiên Lộc âm thầm cảm thấy may mắn chính mình xuất hiện đủ muộn, hơn nữa giữa chừng Hoàng Tình Ca còn đến gián đoạn, nếu không ông ta cũng không thể thoát khỏi bị khiển trách nếu thật sự ra tay rồi. Không sao là tốt rồi, tôi đi về trước. Hoàng Tình Ca thở phào nhẹ nhõm, nói với Tề Đẳng Nhàn. Cảm ơn Hoàng Tiểu Thư đến giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Vẫy tay chào tạm biệt cô ta. Hoàng Tình Ca vừa đi, Tề Đẳng Nhàn liên tiếp đãi Dương Lệnh Quang và thư ký Ngô ở phòng khách. Lý Vân Uyển bận xử lý công vụ của công ty, việc bưng trà rót nước,
tự nhiên rơi vào đầu thư ký Dương Quan Quan. Theo lý mà nói, một thư ký tầm cỡ như Dương Quan Quan không cần làm những chuyện như thế này, nhưng hiện tại công ty đang thiếu người, chỉ có thể khiến cô ta tủi thân rồi. Không ngờ tỉnh trưởng Dương lại kính trọng Tề Đảng Nhàn như vậy, thật là khó tin. Dương Quan Quan pha trà bưng đến, trong lòng thầm kinh ngạc. Dương Lệnh Quang nhận lấy điếu thuốc từ thư ký Ngô, nói với Tề Đảng Nhàn, Tề tiên sinh có hút thuốc không? Tề Đảng Nhàn lắc đầu, với tay lấy cái gạt tàn ở trên bàn phía xa. Đúng lúc này, Dương Quan Quan cúi người rót trà cho Dương Lệnh Quang. Ngay khi tay Tề Đảng Nhàn nắm lấy cái gạt tàn, bộ ngực khổng lồ của cô ta trực tiếp áp vào mu bàn tay của Tề Đảng Nhàn. Vừa tiếp xúc, cơ thể của Dương Quan Quan lập tức bật lên như bị điện giật, kéo dài khoảng cách với Tề Đảng Nhàn. Đồng thời, ánh mắt cô ta cũng liếc về phía Tề Đảng Nhàn, lạnh lùng cảnh cáo hắn. Tề Đảng Nhàn bất đắc dĩ cười khổ, hắn không phải cố ý, ai ngờ Dương Quan Quan sẽ cúi người xuống rót trà lúc hắn lấy cái gạt tàn. Dùng cái này đi, cái gạt tàn này lớn hơn. Tề Đảng Nhàn đẩy cái gạt tàn đến trước mặt Dương Lệnh Quang, ho khan một cái rồi nói. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy hắn nói chuyện cứ là lạ, cái gạt tàn lớn hơn. Cô không khỏi trừng mắt nhìn Tề Đảng Nhàn lần nữa, cảm thấy tên này có hơi quá đáng. Tề Đảng Nhàn trong lòng cảm thấy nghẹn khuất, thư ký này bản lĩnh quá rồi nhỉ, lại dám trừng mắt nhìn ông chủ như vậy. Chẳng phải thư ký nên nhẫn nhục chịu đựng ông chủ sao? Sau đó, ông chủ có việc gì thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. Dương Quan Quan trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh, cách Tề Đảng Nhàn rất xa, rõ ràng coi hắn là một tên biến thái. Tỉnh trưởng Dương trăm công nghìn việc, lại năm lần bảy lượt tìm tôi, chắc không phải chỉ vì đến tham quan tư bản thiên lại của chúng tôi chứ. Tề Định nhấp một ngụm trà Dương Quan Quan pha, nhàn nhạt hỏi. Dương Quan Quan không khỏi vểnh tai lên, có chút tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Dương Lệnh Quang cười ha hả, nói tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói với Tề Tổng, cái đó, thư ký Dương, cô có thể đưa thư ký của tôi đi tham quan trước được không? Dương Quan Quan ngẩn người, lời này rõ ràng là muốn xua đuổi những người không liên quan ra ngoài. Mặc dù rất tò mò, nhưng cô không thể từ chối tỉnh trưởng, chỉ đành gật đầu và dẫn thư ký Ngô ra khỏi phòng khách. Chuyện là, Tề Tổng có biết Phó Phong Vân, Phó Lão không? Dương Lệnh Quang hỏi. Phó Phong Vân, không biết, Tề Đảng Nhàn bĩu môi nói. Dương Lệnh Quang ngạc nhiên. Tề Đảng Nhàn nói, đùa thôi, ai mà không biết Phó Phong Vân. Người được trao huân chương người thủ hộ Hoa Quốc, là một đại lão ở đế đô. Dương Lệnh Quang gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, dù sao đã nhiều năm như vậy mới có người dám nói chuyện như vậy với ông ta, còn đùa giỡn một cách nhạt nhẽo như thế. Nghĩ đi nghĩ lại. Dù sao Tề Đảng Nhàn cũng từng là người nhà họ Tề ở đế đô, nói không chừng khi còn bé đã được gặp nhiều quan chức cấp cao, mới có thể hờ hững như thế. Tôi đến tìm Tề tiên sinh, thật ra là vì mệnh lệnh của Phó Lão. Dương Lệnh Quang nói. Phó Phong Vân tìm tôi làm gì? Tề Đảng Nhàn hỏi. Chuyện mà Phó Lão quản lý đều là tuyệt mật, ta không thể hỏi, đến lúc Tề tiên sinh gặp được Phó Lão là biết rồi. Dương Lệnh Quang cười nói. Lúc này Tề Đảng Nhàn lấy lại tinh thần, vỗ đùi, nói tôi biết rồi. Chắc chắn là con rùa con sở vô đạo bán lão tử cho Phó Phong Vân, tôi biết ngay là Vân Đỉnh Thiên Cung không dễ ở mà. Đồ chó chết này, đã tính kế từ trước, muốn khiến tôi nợ hắn một nhân tình đi. Dương Lệnh Quang bị những lời này của Tề Đảng Nhàn làm cho vô cùng không dễ chịu, chỉ có thể rít mạnh điếu thuốc trên tay. Ông ta là tỉnh trưởng. Người xung quanh ông ta đều nói chuyện vô cùng học bác uyên thâm, chưa từng tiếp xúc với dân đen, không mấy ai giống như Tề Đảng Nhàn, thỉnh thoảng lại làm hai câu chửi tục. Chuyện có thể khiến Phó Phong Vân tìm đến tôi, chắc chắn không đơn giản, chắc chắn là rất phiền phức. Tề Đảng Nhàn nhíu mày nói, giọng nói ẩn giấu sự khó chịu. Dương Lệnh Quang cười, nói, nếu lát nữa Tề tiên sinh rảnh, không bằng cùng tôi đi gặp Phó Lão, gặp liền biết. Tề Đảng Nhàn lại nói một cách dứt khoát, không, chắc chắn là chuyện rắc rối, tôi không có hứng thú làm việc đó. Sắc mặt của Dương Lệnh Quang cứng lại, quả nhiên, đúng như những gì thư ký Ngô đã nói, tên này thực sự rất khó ở. Thư ký Ngô mời, không mời được, ông ta gọi điện mời, không mời được, nay ông trực tiếp đến công ty mời, kết quả vẫn bị từ chối. Tỉnh trưởng không cần mặt mũi sao? Tề tiên sinh, hay là đi cùng tôi một chuyến đi? Gặp được Phó Lão rồi nói tiếp. Nếu cậu cảm thấy phiền phức,
thì cậu không làm là được rồi. Đây là nhiệm vụ của tôi, không còn cách nào khác. Nếu cậu không đi, vậy tôi chỉ có thể làm phiền cậu hết lần này đến lần khác. Dương Lệnh Quang tận tình khuyên bảo, lần đầu tiên ông ta kiên nhẫn giải thích cho một người trẻ tuổi nghe như vậy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói, ông ta muốn gặp tôi, không biết tự mình đến gặp à. Lại bảo tôi đến gặp, sĩ diện hay gì. Dương Lệnh Quang cảm thấy như bị sét đánh, Phó Phong Vân là ai chứ? Nhân vật đã nắm quyền mấy chục năm nay, một anh hùng có công lớn với đất nước, còn là một đại lão được trao tặng huân chương người thủ hộ. Người như vậy, hành tung đều được coi là bí mật không thể tiết lộ, lại bảo ông ấy đi tìm người. Đùa sao? Khụ khụ khụ, Dương Lệnh Quang bị sặc khói, ho không ngừng, Tề tiên sinh, Phó lão quyền cao chức trọng, hành tung không thể bị tiết lộ, nếu không sẽ gặp phải rắc rối. Vì vậy, chỉ đành để cậu cực khổ đi với chúng tôi một chuyến. Tôi không cần cậu đáp ứng yêu cầu của Phó tiên sinh, cậu chỉ cần đi cùng tôi để gặp ông ấy là được. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, tỉnh trưởng Dương đã tìm ta 3 lần rồi, Lưu Bị cũng chỉ tìm Gia Cát Lượng 3 lần, ta còn từ chối, vậy còn sĩ diện hơn cả Gia Cát Lượng rồi. Dương Lệnh Quang nghe lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành việc Phó Phong Vân giao phó. Nhân tiện, ông ta lấy một tấm danh thiếp đưa cho Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề tiên sinh, sau này nếu xảy ra chuyện tương tự như hôm nay, cậu có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi sẽ xử lý. Tư Bản Thiên lại, chiếm mảnh đất hơn 500 mẫu ở thung lũng chết, đây cũng là vị trí tỉnh tập trung phát triển trong 5 năm tới. Tôi hy vọng quý công ty có thể khai thác thật tốt, chính sách nên cho, tôi cũng sẽ không chậm trễ. Tề Đằng Nhàn gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn đồng hồ, nói, đến giờ ăn cơm trưa rồi, tỉnh trưởng Dương cùng tôi đến căn tin ăn trưa chứ, ăn xong chúng ta đến gặp Phó Phong Vân. Dương Lệnh Quang cười khổ, tên này tùy ý vậy sao? Mời tỉnh trưởng đến căn tin ăn trưa, nhưng, ông ta cũng không phải là người thích sĩ diện, không nói nhiều lời, ngược lại cảm thấy tên này thật sự rất có tính tình, khá thú vị. Sau khi ăn xong cơm trưa, Tề Đẳng Nhàn liền trực tiếp theo hai người Dương Lệnh Quang và thư ký Ngô đi gặp Phó Phong Vân. Chờ sau khi Tề Đẳng Nhàn đi rồi, Dương Quan Quan mới có hơi kinh ngạc nói, tôi thấy Dương chủ tịch tỉnh này, tại sao cứ như chạy theo Tề Đẳng Nhàn tới đây vậy? Lý Vân Uyển cười ha ha nói với Dương Quan Quan, tôi đã sớm nói với cô, không nên giữ khư khư ấn tượng ban đầu, trông mặt mà bắt hình dong, lại nói, dáng dấp anh Tề cũng đâu phải rất khó coi đâu. Dương Quan Quan nói, hình như cô hiểu rất rõ anh ta, không bằng nói mấy bí mật ra nghe một chút. Dương Quan Quan tận mắt nhìn thấy Lý Vân Uyển ngồi trong lồng ngực Tề Đẳng Nhàn hôn môi với hắn, tất nhiên rất rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản, cố ý dụ cô ta nói ra. Ha ha ha, sao tôi có thể biết rõ được chứ, tôi cũng đâu phải vợ anh ấy, cô nên đi hỏi Mộng Mộng. Lý Vân Uyển cười ha ha, trả lời có lệ. Anh ta và cô có khi còn thân mật hơn anh ta với vợ nữa. Trong lòng Dương Quan Quan không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không vạch trần. Vừa rồi ở phòng tiếp khách bị Tề Đẳng Nhàn đụng vào ngực, chuyện này làm cho Dương Quan Quan rất khó chịu, cái gã này này có lẽ có chút năng lực, nhưng chung quy vẫn là tên háo sắc, khiến người khác khinh thường. Lý Vân Uyển hỏi, tôi thấy cô hình như rất có thành kiến với anh ấy. Dương Quan Quan liền nói, ánh mắt của anh ta nhìn tôi không có ý tốt, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn. Lý Vân Uyển thật ra không để ý chút nào, thậm chí trực tiếp nở nụ cười, nói, cô lớn như vậy, tôi là phụ nữ còn thường xuyên nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô, nói gì đến đàn ông. Dương Quan Quan bị những lời này khiến cho có chút dở khóc dở cười. Khi hai người nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn đã đi theo Dương Lệnh Quang tới chỗ ở của Phó Phong Vân chỗ ở rồi. Đây là một tòa biệt thự nhỏ gần vùng ngoại thành, nhìn qua như không hề đề phòng, nhưng trong bóng tối toàn bộ đều là trạm gác, một khi có người xâm nhập lập tức có thể phát hiện. Người quyền cao chức trọng như Phó Phong Vân, đối với quốc gia mà nói thì quá trọng yếu, nếu không cũng sẽ không đạt được công huân như thế. Trong ngoài nước, không biết có bao nhiêu người căm thù Phó Phong Vân, muốn ông ấy chết oan chết uổng. Vị này nhất định chính là nhị đương gia mà Sở Vô Đạo đã đề cập với tôi vô số lần, Tề Đẳng Nhàn, Tề tiên sinh đúng không? Phó Phong Vân cười tủm tỉm mà đứng ở cửa nghênh đón, bày ra một bộ dáng vẻ chiêu mộ người tài. Tề Đẳng Nhàn trên dưới đánh giá ông lão này, vóc dáng không cao, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần minh mẫn, hơn nữa,
trên người có một loại hơi thở hào hùng rất mạnh mẽ, hiển nhiên là nhân vật đã chinh chiến chém giết cả đời. Tề Đẳng Nhàn liền tùy tùy tiện tiện gật gật đầu, nói, tôi chính là nhị đương gia Tề Đẳng Nhàn của nhà tù U Đô, không biết phó lão tìm tôi có chuyện gì. Phó Phong Vân lập tức nói, đi vào ngồi xuống uống ly trà, chậm rãi nói chuyện. Dương Lệnh Quang còn cười cười với Phó Phong Vân, nói phó lão, người tôi đã đưa đến, liền đi về trước đây, chỗ của tôi còn có rất nhiều chính vụ cần phải xử lý. Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Dương. Phó Phong Vân gật đầu, sai người đưa Dương Lệnh Quang rời đi. Không dám nhận, không dám nhận. Dương Lệnh Quang đối mặt với Phó Phong Vân, một chút khí phách của chủ tịch tỉnh cũng không có, khách khách khí khí. Tề Đẳng Nhàn đi theo Phó Phong Vân vào trong phòng khách ngồi xuống, có trà ngon tiếp đãi hắn. Bên cạnh Phó Phong Vân có một người đàn ông cao gầy nhưng rắn chắc đang đứng, tuy rằng gầy nhưng đều không phải gầy kiểu yếu đuối mong manh mà là một kiểu gầy sắc bén, xương tay rất rắn chắc hữu lực, huyệt thái dương hơi hơi nhô lên, vừa thấy liền biết là một cao thủ khó gặp. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi, phó lão không cần khách khí. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt mà nói. Ha ha, chuyện là như thế này, Phó Phong Vân kể lại chuyện bản thân đi đón Sở Vô Đạo ra tù, sau đó mời Sở Vô Đạo hỗ trợ. Vị được xưng là chiến tranh chi vương Vladimir này không phải người đơn giản, nếu để hắn ẩn núp lâu dài trong lãnh thổ nước ta, khó tránh khỏi sẽ mang đến một ít phiền toái và tổn thất cho chúng ta. Người này giá trị vũ lực cũng vô cùng cao, từng có nhiều lần giao thủ cùng chúng ta, nhưng mỗi một lần đều khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Tề Đẳng Nhàn yên lặng nghe Phó Phong Vân nói cho hết lời, vị Vladimir này hắn cũng đã từng nghe thấy, là người Tuyết Quốc. Từ trong trại huấn luyện miền Tây cao nguyên Tuyết Quốc đi ra. Khi các đại lão trong ngục giam bị Tề Đẳng Nhàn treo lên đánh đề cập đến hắn ta đều khen không dứt miệng, nói người này tuy rằng là người Tuyết Quốc nhưng là lại rất tinh thông võ học của Hoa Quốc. Lúc trước, từng lẻn vào Hắc Châu ở nước nào đó, khơi mào một hồi chính biến ở nơi đó, cũng khiến chiến tranh lan tràn tới vài quốc gia ở giữa, vì vậy được gọi là chiến tranh chi vương. Vị Vladimir này ở trong danh sách nguy hiểm của cảnh sát quốc tế được xác định là nhân vật cấp 3S cấp cực kỳ nguy hiểm. Ồ, tôi không có hứng thú. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe xong, lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó trả lời bằng 5 chữ. Hắn đứng dậy, mỉm cười nói, nếu phó lão không còn chuyện gì khác để nói, tôi đây liền đi về trước. Phó Phong Vân không khỏi ngẩn ra, biểu tình trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Người đàn ông cao gầy bên cạnh ông ấy ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, Tề tiên sinh, người nhà cậu không dạy dỗ cậu nên tôn trọng người khác như thế nào sao? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi đã rất tôn trọng phó rồi rồi, tự mình đến đây gặp ông ấy, hơn nữa còn nghe ông ấy nói xong mọi chuyện. Nếu không, đến tới đây tôi cũng sẽ không tới. Người đàn ông cao gầy cười lạnh nói, cậy tài khinh người, cũng phải có cái bản lĩnh nấy. Nếu không phải Sở Vô Đạo hết lòng đề cử cậu trước mặt phó lão, con kiến như cậu ngay cả tư cách chiêm ngưỡng phó lão cũng không có. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, tùy anh nói như thế nào thì nói, chuyện này lại không liên quan gì đến tôi, sao tôi phải đi quản. Phó Phong Vân nói, Tề tiên sinh, nếu cậu đồng ý ra tay thì đó là góp sức vì quốc gia, là thể hiện lòng yêu nước. Nếu Sở Vô Đạo đã hết lòng đề cử cậu với tôi, vậy chứng minh chắc chắn bản lĩnh của cậu không tầm thường. Hà tất phải của mình quý làm gì? Bởi vì tôi thật sự không có hứng thú gì mà, Tề Đẳng Nhàn nói. Là không có hứng thú, hay là chỉ là hư danh, căn bản không dám. Người đàn ông cao gầy lạnh giọng hỏi. Vẫn là câu nói kia, tùy anh nói như thế nào thì nói. Tề Đẳng Nhàn hơi hơi mỉm cười, phó lão, tạm biệt, đi trước. Sau khi nói xong lời này, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Người đàn ông cao gầy lại bước chân như điện, phụt phụt hai lần, lượn vòng quanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Phó lão không nói gì, cậu nói đi là đi, người đàn ông cao gầy nói. Như thế nào, bây giờ vẫn là xã hội phong kiến à? Tôi thấy quan lớn thì phải cáo từ, phải ba quỳ chín lạy rồi mới được đi. Hai tay Tề Đẳng Nhàn nhét ở trong túi, lười biếng mà nhìn hắn. Người đàn ông cao gầy nói, vừa thấy cậu tôi liền không thoải mái. Một đấng nam nhi lại không có chút tinh thần, lỏng lỏng lẻo lẻo giống một người chết. Thật không biết tại sao Sở Vô Đạo lại bị mù, đề cử loại phế vật như cậu tới. Sắc mặt Phó Phong Vân cũng có chút khó coi, đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời này có người không cho ông ấy mặt mũi như vậy. Người đàn ông cao gầy nói, Phó Lão,
không cần cầu xin người này, Hoa Quốc chúng ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Phó Phong Vân vẫy vẫy tay, nói với Tề Đảng Nhàn, nếu Tề tiên sinh không muốn, vậy đi đi thôi. Hừ, họ Tề đều là một cái dáng vẻ này, hèn nhát không gánh vác nổi. Khó trách sự kiện lúc trước muốn một mình mẹ của cậu gánh vác, cha cậu ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cậu và cha cậu đều là một loại mặt hàng. Người đàn ông cao gầy vô cùng khinh bỉ mà nhìn Tề Đảng Nhàn, nói cút đi, đừng làm ô nhiễm không khí ở chỗ này. Tề Đảng Nhàn đang chuẩn bị đi, sau khi nghe xong lời này, quay đầu lại, mặt không biểu tình mà nhìn người đàn ông cao gầy, nói, muốn chết à? Người đàn ông cao gầy thấy Tề Đảng Nhàn dừng lại, đầy mặt khinh thường hỏi, sao thế, dẫm phải cái chân đau của cậu rồi à? Nếu bản thân mình không có bản lĩnh ấy, vậy thì hãy thành thành thật thật mà cút đi. Tôi rất hoan nghênh cậu đến phục thù, sẵn sàng tiếp đón. Tề Đảng Nhàn nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tôi chắc chắn, anh chính là đang tìm chết. Người đàn ông cao gầy đầy mặt khinh thường, nói, có phải tôi đang tìm chết hay không, cậu cứ thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Chân phải Tề Đảng Nhàn nhẹ nhàng nhấc lên phía trước, sau đó hạ xuống đất trong nháy mắt, chân trái cũng tiến lên nửa bước theo, cùng lúc đó, một quyền đánh thẳng vào bụng người đàn ông cao gầy. Thật nhanh! Trong lòng người đàn ông cao gầy chỉ có một suy nghĩ như vậy, vội vàng hóp ngực qua bụng, liên tục lùi về sau. Nắm tay gần như đã sát gần bụng hắn, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại mà phát sợ. Tiểu tử, hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt. Người đàn ông cao gầy giận dữ nói. Phải không? Tề Đảng Nhàn thu hồi nắm tay, lạnh nhạt mà nhìn hắn. Người đàn ông cao gầy vừa định ra tay, Tề Đảng Nhàn lại bước lên một bước, một chân lùi nửa bước, lại là một quyền nữa. Người đàn ông cao gầy giận dữ, nhưng nắm đấm của Tề Đảng Nhàn hết lần này đến lần khác vừa nhanh vừa vững, hắn chỉ có thể lùi lại về sau. Cậu tìm chết, thân thể người đàn ông cao gầy run lên, tựa như tư thế bạch hạc lượng xí, lúc này đây, hắn chuẩn bị ra tay trước. Trong nháy mắt, hắn tới trước mặt Tề Đảng Nhàn, đầu gối hơi cong một chút. Khuỷu tay hơi co, bảo vệ thân thể, cùng lúc đó, hai nắm tay như mưa rền gió giữ đấm về phía trước. Vịnh Xuân Bạch Hạc phái. Tề Đảng Nhàn căn bản không dao động, đứng nguyên tại chỗ, gặp chiêu nào phá chiêu đó, nắm tay như mưa rền gió giữ của đối phương bị hắn chặn lại từng cái không lệch chút nào. Người đàn ông cao gầy thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đột nhiên thay đổi chiêu, cánh tay vun lên. Năm ngón tay như đao đâm thẳng về phía cổ Tề Đảng Nhàn. Cũng chỉ có như vậy. Sắc mặt của Tề Đảng Nhàn lạnh lùng, tay phải xé gió mà đến, bộp một tiếng đánh vào cổ tay đối phương, nắm đấm rời ra. Người đàn ông cao gầy không khỏi gầm lên, nắm đấm càng ngày càng nhanh, hơn nữa mỗi quyền đều nổ ra thốn kình, uy lực vô cùng bá đạo. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần Tề Đảng Nhàn va chạm với nắm đấm của hắn đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề. Phó Phong Vân ngồi trên sofa nhìn một màn này, trong mắt không khỏi hiện ra một tia chấn động, vịnh xuân thốn kình của người đàn ông cao gầy đã luyện đến đỉnh cao, người bình thường đối quyền cùng hắn như vậy, chỉ sợ gân cốt cả người đều sẽ bị chấn đến nhũn ra, kế tiếp sẽ không phát lực được. Nhưng mỗi lần Tề Đảng Nhàn đỡ đòn đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, tựa như nắm tay của đối phương chẳng qua chỉ bằng đứa trẻ con 3 tuổi. Người đàn ông cao gầy bỗng nhiên bắt được một sơ hở. Vào thời điểm Tề Đảng Nhàn đỡ một quyền của hắn, lồng ngực trống không. Hô! Người đàn ông cao gầy nhanh chóng quyết định, bắt lấy chỗ sơ hở này, thở ra một hơi dài, cùng lúc đó, quyền và khí hợp lại, một quyền thẳng tắp mạnh mẽ đánh vào. Nhưng đúng ngay lúc này, trong mắt Tề Đảng Nhàn chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hai cánh tay khép lại, hai bàn tay to mở ra. Hắn này hai tay đồng thời giam lại, tựa như một con cá sấu miệng há rộng cắn xuống. Sống sờ sờ bắt lấy cánh tay của người đàn ông cao gầy. Không tốt. Phó Phong Vân ngay lúc này sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, thân thể tựa như một con trâu, DN thẳng về phía Tề Đảng Nhàn. Hắn đương nhiên nhận ra được một chiêu này của Tề Đảng Nhàn là cá sấu cắt đuôi trong hình ý quyền, là một sát chiêu vô cùng hung ác, một khi trúng chiêu, toàn bộ cánh tay cũng đều phải bị xé xuống. Hình ý quyền bắt chước các loại động vật sáng chế ra 12 hình. Linh cảm của sát chiêu này chính là đến từ hình ảnh khi cá sấu bắt giữ con mồi. Sau khi cá sấu cắn được con mồi, sẽ điên cuồng quay cuồng thân thể của mình, vặn gãy xương cốt và cơ bắp của con mồi.
Sau khi Tề Đẳng Nhàn bắt được cánh tay của người đàn ông cao gầy, chiêu tiếp theo tất nhiên là vặn người xé rách, trực tiếp xé xuống toàn bộ cánh tay của người đàn ông cao gầy. Răng rắc. Phó Phong Vân vẫn tới muộn một bước, Tề Đẳng Nhàn sống sờ sờ vặn gãy cánh tay người đàn ông cao gầy. Hắn vốn có thể tiếp tục dùng sức xé xuống toàn bộ cánh tay của người đàn ông cao gầy, nhưng nếu như thế tất nhiên sẽ bị Phó Phong Vân đụng vào. Vì thế, sau khi vặn gãy cánh tay đối phương, Tề Đẳng Nhàn quyết đoán buông tay, hóa thành hình rắn, một chiêu bạch xà phục thảo, cả người rụt xuống. Ngay sau đó, hắn ra chiêu xà bát thảo, thân thể như rắn bò qua lại giữa những bụi cỏ, soạt một cái lách mình tránh ra. Tề tiên sinh, khi dừng nên dừng. Sau khi Phó Phong Vân bước lui Tề Đẳng Nhàn, trầm giọng quát. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy ông ấy nói như vậy, cũng không tiếp tục động thủ, tùy ý mà lắc lắc tay áo, nói, Phó Lão, tên thủ hạ này của ông bản lĩnh chẳng ra gì, tính tình thì lại không nhỏ. Người đàn ông cao gầy che cánh tay phải của bản thân lại, vẻ mặt vốn đang thống khổ, nhưng sau khi nghe được những lời của Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt lập tức xen lẫn phẫn nộ. Nếu Tề tiên sinh không muốn giúp ta chuyện gấp lần này, không muốn góp sức vì quốc gia, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Phó Phong Vân chắp tay nói với Tề Đẳng Nhàn, thần thái trở lên lạnh nhạt. Tốt, Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng mà đồng ý nói. Người đàn ông cao gầy cắn chặt răng, chung quy lại vẫn không nói thêm một câu nào nữa, rốt cuộc, hắn đã thua, không có tư cách nói gì. Tề Đẳng Nhàn liền nâng bước đi ra ngoài cửa. Phó Phong Vân thở dài, nói với người đàn ông cao gầy, người mà Sở Vô Đạo đề cử, quả nhiên không phải hạng phàm phu tục tử, cậu lỗ mãng rồi. Người đàn ông cao gầy chua xót nói, thật xin lỗi, Phó Lão, tôi khiến cho ông phải mất mặt rồi. Phó Phong Vân bình tĩnh nói, không mất mặt, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Chẳng qua, về sau cậu cũng đừng nên quá kiêu ngạo, đừng khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Người đàn ông cao gầy nói, lời Phó Lão dạy dỗ, tôi ghi nhớ trong tim. Tuy Tề Đẳng Nhàn đã đi xa vài mét nhưng với thính lực của hắn, vẫn nghe được rành mạch cuộc trò chuyện của hai người kia. Phó Phong Vân nói, nếu vị nhị đương gia này không muốn ra tay, chúng ta đây cũng chỉ có thể ủy thác Trung tướng Ngọc Tiểu Long, nhờ cô ta tới giúp đỡ, vẫn có hy vọng bắt được chiến tranh Chi Vương. Sau trận chiến giữa Trung tướng Ngọc Tiểu Long và khủng bố Chi Vương, không biết vết thương của cô ta đã khỏi hẳn chưa, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng khó để lại tìm được một cao thủ. Người đàn ông cao gầy thấp giọng nói, giọng điệu mang theo một chút chua xót. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đó, bước chân không khỏi dừng lại. Phó Phong Vân tiếp tục nói, an nguy của quốc gia lớn hơn tất cả mọi thứ, huống hồ, Ngọc Tiểu Long cũng đã sớm biết tin tức này, còn từng liên lạc với tôi, nói muốn đi hoàn thành việc này. Tề Đẳng Nhàn quay bước về lại. Người đàn ông cao gầy đang định nói chuyện tiếp, liền nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi đến, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, họ Tề, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Tề Đẳng Nhàn không phản ứng lại với hắn, mà nói với Phó Phong Vân, ông muốn ủy thác Ngọc Tiểu Long tới làm chuyện này. Phó Phong Vân nhìn hắn, không nói gì. Hai, rốt cuộc thì tôi cùng ở nhà của Sở Vô Đạo, thiếu một ân tình của anh ta. Chuyện này vẫn là để tôi làm mới tốt, Tề Đẳng Nhàn nói. Vậy thì Ngọc Tiểu Long sẽ là cộng sự của cậu. Phó Phong Vân nghĩ nghĩ, nói. Trong lòng ông ấy có hơi kinh ngạc, không biết vì sao mà Tề Đẳng Nhàn lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý, nhưng mà nguyên nhân của chuyện này, hơn phân nửa có liên quan với Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, nói tôi không cần cộng sự, tự tôi làm chuyện này là được. Có tung tích của cái gì mà chiến tranh Chi Vương, các ông trực tiếp nói cho tôi. Hắn đã nghe thấy được Phó Phong Vân và người đàn ông cao gầy trò chuyện, Ngọc Tiểu Long cũng không xử lý được chuyện này. Cho nên, hắn muốn giải quyết chuyện này. Xong việc cũng làm cho Ngọc Tiểu Long hiểu được, ai ở trên núi, ai ở chân núi. Ngông cuồng. Sau khi người đàn ông cao gầy nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn, lại không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tề Đẳng Nhàn khinh thường mà nhìn người đàn ông cao gầy, lạnh nhạt nói, thời điểm anh nói ra hai chữ này, tốt nhất nên lượng ước thực lực của bản thân trước. Lúc nãy nếu không có Phó Lão, hiện tại anh đã biến thành hiệp khách một tay rồi. Buồn cười. Người đàn ông cao gầy bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng tài không bằng người, không tìm ra lời nào để phản bác. Phó Phong Vân sắc mặt thâm trầm, nói, Tề tiên sinh vẫn nên nghiêm túc suy xét cho thỏa đáng, Vladimir cũng không phải người chỉ có hư danh. Bản lĩnh của cậu vừa rồi tôi cũng gặp được,
nhưng so với chiến tranh chi vương, cuối cùng kết quả như thế nào, còn khó mà nói rõ được. Rốt cuộc, ngay cả Sở Vô Đạo cũng đã chính miệng nói qua, hiện tại một mình cậu ấy đấu với chiến tranh chi vương, chỉ có đường chết. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nói, bản lĩnh của Sở Vô Đạo qua quyết bình thường, không được tính là cái gì. Lời này nói ra làm Phó Phong Vân và người đàn ông cao gầy đều cạn lời một trận, đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người tự đại như vậy. Tề tiên sinh, cậu chắc chắn muốn một mình hoàn thành chuyện này sao? Phó Phong Vân trầm giọng nói. Nếu ông muốn đầu của Vladimir kia, như vậy thì một mình tôi là được. Sắp xếp thêm những người khác, tôi đây sẽ không làm nữa. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Phó Phong Vân cũng hết nói nổi với cái tính cách này của Tề Đẳng Nhàn, lắc lắc đầu, nói, được, nếu cậu đã khăng khăng như thế, tôi đây liền không can thiệp thêm nữa, chỉ nói thêm hành tung của Vladimir với cậu. Nhưng mà, nếu cuối cùng cậu có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tôi không cảnh báo cậu. Tôi còn cảm thấy, nhiều hơn hai người giúp đỡ, càng dễ dàng hoàn thành việc này. Tề Đẳng Nhàn nói, bảo tôi hợp tác cùng người phụ nữ Ngọc Tiểu Long kia. Trừ phi tôi chết, cô ta hỏi ông tìm ai, ông cũng không được nói cho cô ta là tôi nhìn thấy cô ta liền cảm thấy phiền. Phó Phong Vân gật gật đầu, nói, vậy được, tôi liền ở chỗ này chúc Tề tiên sinh mã đáo thành công. Tề Đẳng Nhàn cũng không rông dài, xoay người liền cáo từ rời đi. Người này, người đàn ông cao gầy nhìn bóng lưng Tề Đẳng Nhàn, không khỏi lắc lắc đầu, không biết nên đánh giá như thế nào. Nói hắn là một kẻ ngông cuồng tự đại ngu xuẩn, nhưng người ta đúng là có bản lĩnh thực sự. Tề Đẳng Nhàn vừa mới rời khỏi nơi này không đến 10 phút, Ngọc Tiểu Long liền đến thăm hỏi, hai người đúng lúc lệch nhau một cách hoàn hảo. Phó lão, vết thương của tôi đã gần như khỏi hẳn, chuyện đối phó với chiến tranh chi vương Vladimir, liền giao cho tôi làm đi. Tôi vừa mới bắt được khủng bố chi vương nổi danh ngang với hắn ta, vừa lúc rèn sắt khi còn nóng. Ngọc Tiểu Long vừa tiến vào liền đi thẳng đến chủ đề, muốn Phó Phong Vân giao nhiệm vụ đối phó với Vladimir giao cho cô ta. Phó Phong Vân lại nói, tôi đã có người được chọn, Ngọc Tướng Quân, vết thương của cô cũng không thể lành nhanh như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày nữa rồi hẵng nói đến chuyện này. Ngọc Tiểu Long không khỏi ngẩn người, kinh ngạc nói, còn có người được chọn. Hiện giờ thời kỳ bất thường, ngoại trừ tôi ra, còn có ai có thể đối phó với chiến tranh chi vương được? Phó Phong Vân liền nói, Ngọc Tướng Quân, việc này thuộc về cơ mật, tất nhiên tôi không thể nói cho cô được. Nhưng mà cô cũng không cần nhọc lòng vì thế sự nữa, an tâm dưỡng thương đi. Nhiệm vụ này, tôi đã giao phó cho người khác. Ngọc Tiểu Long không khỏi hung hăng nhướng đôi mày kiếm lên, mang theo một chút bất mãn, trầm giọng nói, Phó Lão, chuyện này, can hệ trọng đại. Nếu người của chúng ta không thể khiến cho Vladimir gặp thất bại ở trong lãnh thổ Hoa Quốc, vậy sẽ chỉ khiến cho quốc gia của chúng ta bị tổn thất thật lớn. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng thật sự không thể tưởng được, ngoài tôi ra, còn có ai có thể đối phó chiến tranh chi vương hung tàn kia. Cho dù là tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể trực tiếp bắt lấy hắn. Phó lão dễ dàng như vậy đã hạ quyết định, lại còn loại tôi ra ngoài, có phải đang coi đây là trò trẻ con hay không? Sắc mặt người đàn ông cao gầy trầm xuống, quát Tiểu Long, không được vô lễ với Phó lão. Ngọc Tiểu Long bị hắn quát lớn một tiếng, không khỏi nhíu mày, nhưng khí thế cũng không hùng hổ dọa người như lúc nãy nữa. Phó Phong Vân cười vẫy vẫy tay, nói, Ngọc Tướng Quân tuổi còn trẻ đã có 2 sao trên vai, tương lai thăng lên 3 sao, trở thành chiến thần thực sự trấn áp một phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người trẻ tuổi ấy mà, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Ngọc Tiểu Long nói, Phó Lão, tôi xin lỗi vì lời nói việc làm lúc nãy. Phó Phong Vân rất rộng lượng, cũng không để ý Ngọc Tiểu Long vừa nãy hùng hổ dọa người, sau khi gật gật đầu mới nói, cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi, về sau có rất nhiều nhiệm vụ cần cô tới hoàn thành. Ngọc Tiểu Long tất nhiên nghe ra được ý Phó Phong Vân vẫn không muốn cho cô ta nhúng tay vào chuyện này, trong lòng không khỏi có hơi phẫn nộ. Được, Phó Lão không muốn phái tôi đi làm nhiệm vụ này, tôi đây liền tự mình đi làm là được. Đến lúc đó, nếu Vladimir chết trong tay của tôi ngược lại muốn nhìn một chút, Phó Lão lấy cái lý do gì để giải thích qua loa với tôi. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long xoay người sang chỗ khác, bước nhanh rời đi. Người đàn ông cao gầy sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ cười khổ nói, Phó Lão, xin lỗi, đứa nhỏ Tiểu Long này bị người trong nhà chiều hư rồi.
Kim Lân há phải vật trong ao, gặp được Phong Vân liền hóa rồng. Ngọc Gia Chi Long có chút kiêu ngạo, đó là điều khó tránh khỏi. Cô ấy đồng ý đi đối phó Vladimir cũng tốt, xem như cho việc này nhiều hơn một lớp bảo hiểm. Rốt cuộc, nhiệm vụ này cũng không phải tôi phái cô ấy đi, cậu nói có phải hay không? Nói tới đây, trên mặt Phó Phong Vân lộ ra nụ cười như lão cáo già, người đàn ông cao gầy bên cạnh không khỏi hung hăng sửng sốt. Người đàn ông cao gầy lúc này mới hiểu được, thì ra tất cả những chuyện này đều trong tính toán của Phó Phong Vân. Tính uy hiếp của Vladimir thật sự là quá lớn, Phó Phong Vân cảm thấy chỉ bằng một mình Tề Đảng Nhàn chỉ sợ vẫn không thể giải quyết, cho nên mới bày ra thái độ như vậy mà đối đãi với Ngọc Tiểu Long, hung hăng kích thích cô ta một chút. Sau khi Ngọc Tiểu Long ra khỏi cửa lớn, trực tiếp lên xe Jeep. Tiểu thư, thế nào rồi? Long Á Nam không khỏi quan tâm hỏi. Vậy mà lại có người nhanh chân đến trước, nhận nhiệm vụ này. Ý của phó lão là không muốn cho ta nhúng tay vào việc này. Ngọc Tiểu Long sắc mặt khó coi mà nói. Long Á Nam không khỏi sửng sốt, nói tiểu thư, đây chính là cơ hội rất tốt cho cô để thăng chức tam tinh thượng tướng trong tương lai, không thể bỏ lỡ được. Nếu đánh bị Vladimir, điều này sẽ không thể nghi ngờ là một trang nổi bật trong cuộc đời Ngọc Tiểu Long. Hiện tại cô ta chỉ cần tích lũy công lao, sau đó mài giũa mấy năm, lúc nào cũng đều có khả năng trở thành tam tinh thượng tướng trẻ tuổi nhất toàn bộ Hoa Quốc. Ngọc Tiểu Long nói, Sở Vô Đạo từng là cấp dưới cũ của phó lão, tôi hoài nghi người này, hơn phân nửa là Sở Vô Đạo. Nhưng mà, hắn muốn chặn đường công lao của tôi, sao có thể dễ dàng như vậy? Nhiệm vụ này, tôi định sẽ tự mình ra tay, nhìn xem là hắn nhanh hơn, hay là tôi nhanh hơn, rốt cuộc hưu chết về tay ai. Á Nam, cô giúp tôi để ý xem, lợi dụng các loại con đường tìm hiểu tin tức của Vladimir. Long Á Nam tinh thần chấn động, nói vâng. Ngọc Tiểu Long híp híp hai mắt, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, vậy mà Sở Vô Đạo lại lần nữa bị Phó Phong Vân mời xuống núi. Càng làm cho cô ta không ngờ chính là... Ngay từ đầu cô ta định mượn sức Sở Vô Đạo làm việc cho bản thân, nhưng tới cuối cùng, hai người vậy mà lại thành quan hệ cạnh tranh. Thật là thú vị. Ngọc Tiểu Long khóe miệng nhếch lên một nụ cười cao ngạo lạnh lùng, trong mắt chỉ có quyết tâm. Nhưng mà, điều cô ta không biết chính là, Sở Vô Đạo chẳng qua chỉ là đối thủ cô ta tự tưởng tượng thôi, người thực sự chặn đường cô ta, là Tề Đảng Nhàn mà cô ta chưa bao giờ để mắt tới. Tề Đảng Nhàn ngồi xe của Dương Lệnh Quang đến. Thời điểm ra ngoài mới há hốc mồm, biết thế đã gọi người đến đón. Đi được một đoạn, phát hiện căn bản là không bắt được xe, định đi trở về, lại ngại quay lại đường cũ phiền phức. Bỗng nhiên, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt của Sở Vô Đạo. Sau khi Tề Đảng Nhàn nhìn thấy gương mặt này, nhe răng cười, chuẩn bị tiến lên. Sở Vô Đạo lại lộ vẻ trống rỗng nhấn chân ga đến kêu lên ầm ầm. Tăng vận tốc động cơ quay, hiển nhiên là chuẩn bị đi bất kỳ lúc nào. Nhị đương gia, cậu đừng tới đây, tôi sợ cậu. Sở Vô Đạo cười hắc hắc, nói. Tiểu tử nhà anh, đem bắn tôi, hiện tại biết sợ rồi. Tề Đảng Nhàn híp mắt, nhe răng trợn mắt mà cười, mười phần sát khí. Sở Vô Đạo vội vàng nói, tôi thật sự đã hoàn toàn rời khỏi giang hồ, hơn nữa phó lão quyền cao chức trọng, để ông ấy thiếu cậu một ân tình. Trong tương lai cậu về đế đô cũng tương đối thuận tiện. Tề Đảng Nhàn không cho ý kiến, tuy rằng Sở Vô Đạo nói xuôi tai, nhưng điều này cũng không cản trở hắn kéo người xuống xe đánh cho một trận. Sở Vô Đạo nhìn thấy dáng vẻ ngo ngoe dục dịch kia của Tề Đảng Nhàn, tay đã vươn ra đặt trên hộp số, chỉ cần có chỗ hơi không thích hợp, lập tức phóng đi chạy lấy người. Anh xuống xe đi, tôi bảo đảm sẽ không đánh anh. Tề Đảng Nhàn cười vẫy vẫy tay, nói. Sở Vô Đạo quyết đoán mà lắc lắc đầu, bụng dạ Tề Đảng Nhàn có bao nhiêu đen tối anh ta biết rất rõ ràng, nếu anh ta xuống xe, hơn phân nửa là không chạy thoát được một trận đòn hiểm. Sở Vô Đạo nói, nhị đương gia, rốt cuộc thì phó lão cũng từng là cấp trên cũ của tôi không thể không bán cho ông ấy phần ân tình này. Thấy cậu ở chỗ này, tôi cũng an tâm rồi, mọi chuyện hơn phân nửa là đã đàm phán thành công. Tề Đảng Nhàn híp mắt, cười nói, đúng vậy. Đàm phán thành công rồi. Khi nói chuyện, hắn đi tới sát bên cạnh xe. Nhị đương gia, tôi đi trước, chúng ta có duyên gặp lại. Sắc mặt Sở Vô Đạo biến đổi, vội vàng chỉnh hộp số. Chân anh ta lúc nãy vẫn luôn đạp chân ga, cho nên vận tốc quay của động cơ rất nhanh, một lần này,
xe lập tức rầm một tiếng liền trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến không bình thường. Tề Đẳng Nhàn cho dù có muốn đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn đám bụi bay mà than thở, bất đắc dĩ lắc đầu, nói tạm thời buông tha cho tiểu tử nhà anh, lại có lần sau, thế nào tôi cũng phải đánh gãy chân. Có thể nhìn ra Sở Vô Đạo khôi phục bình thường, đi ra khỏi nhà tù U Đô, Tề Đẳng Nhàn vẫn rất. Chẳng qua, bị anh ta bán cho Phó Phong Vân, chuyện này làm cho Tề Đẳng Nhàn rất khó chịu. Nhưng Sở Vô Đạo quá cảnh giác, trước sau đều không xuống xe, Tề Đẳng Nhàn có tức giận cũng không phát tiết được. Thời điểm Tề Đẳng Nhàn trở về đến công ty, vừa lúc gặp được Kiều Thu Mộng lái xe lại đây. Kiều Thu Mộng tới nơi này để xử lý công vụ, rốt cuộc Thiên Lại Tư Bản cũng cho tập đoàn Kiều Thị một ít cơ hội hợp tác. Kiều Thu Mộng đầy cõi lòng toàn là mong chờ mà đi vào nơi này, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, gật gật đầu, nói tôi tới nơi này đưa ít tài liệu, ký hợp đồng. Dương Quan Quan đúng lúc đi ra từ trong công ty, vẫy tay với Kiều Thu Mộng, nói, Mộng Mộng, bên này. Sau khi Kiều Thu Mộng và Dương Quan Quan xử lý xong một ít thủ tục rườm rà, cầm một số tài liệu đi vào phòng làm việc của Tề Đẳng Nhàn ký tên. Cốc cốc cốc, nhìn Tề Đẳng Nhàn tiện tay viết lên tên của mình, cái này làm cho Kiều Thu Mộng cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng mà, cô ta suy nghĩ một chút, chẳng qua Tề Đẳng Nhàn chỉ là con rối mà Hướng Đông Tinh và Lão Tổng Thần Bí đẩy ra trước đài, cũng không có gì đáng để kinh ngạc. Hôm nay Lão Tổng Thần Bí không ở công ty à? Kiều Thu Mộng làm bộ không chút để ý hỏi. Từ trước đến nay ngài ấy không xuất hiện ở công ty. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười cười, vừa nãy tôi gặp ngài ấy ở trên đường đến đây, thế nào, cô muốn gặp ngài ấy? Trái tim Kiều Thu Mộng đập mãnh liệt. Nói thật ra tôi muốn gặp trực tiếp để cảm ơn ngài ấy một cách nghiêm túc, cảm ơn ngài ấy đã đồng ý cho tập đoàn Kiều Thị cơ hội này. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh có phương thức liên hệ của ngài ấy không? Tôi muốn mời ngài ấy ăn bữa cơm, Kiều Thu Mộng nói. Không có, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Kiều Thu Mộng ý thức được bản thân nói sai, nói như thế nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô ta. Trực tiếp nói với Tề Đẳng Nhàn muốn phương thức liên hệ của người đàn ông khác đúng là không ổn. Chờ sau khi Kiều Thu Mộng đi rồi, Lý Vân Huyền lúc này mới đến văn phòng Tề Đẳng Nhàn, trêu đùa nói, làm sao vậy, dáng vẻ như tâm trạng không tốt thế. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, cô lại gần đây cho tôi sờ một chút, tâm trạng của tôi đúng là rất không tốt. Mấy ngày qua Mộng Mộng một mặt công việc bận rộn, mặt khác, chỉ sợ vẫn là gặp trực tiếp một lần vị lão tổng thần bí kia đúng không? Lý Vân Uyển không để ý tới yêu cầu vô lý của hắn, hỏi. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn không khỏi có hơi buồn bực. Hướng Đông Tinh dùng chút mánh khóe, trong ngày kỷ niệm 30 năm kết hôn của Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân, lấy danh nghĩa lão tổng thần bí tặng một chiếc Porsche. Chuyện này làm cho ba người nhà họ Kiều nhớ kỹ trong lòng một nhân vật là lão tổng thần bí, hiện tại, thậm chí ngay cả Kiều Quốc Đào cũng có chút dao động. Cô ta làm như vậy là vì tăng cảm giác tồn tại cho lão tổng thần bí, nhưng mà đồng thời cũng làm cho Tề Đẳng Nhàn càng trở nên bị động trong lòng Kiều Thu Mộng. Ý định ban đầu cũng rất tốt, rốt cuộc, lão tổng thần bí nói không tồn tại thật ra cũng tồn tại. Lão tổng thần bí chính là Tề Đẳng Nhàn, đám người từ Ngạo Tuyết vẫn luôn nhầm là Sở Vô Đạo. Lý Vân Uyển xoa xoa đầu Tề Đẳng Nhàn, nói cậu ấy không cần anh, tôi còn cần anh mà. Đừng lo lắng mình sẽ cô độc. Tâm trạng Tề Đẳng Nhàn lập tức tốt lên không ít, nói tập đoàn Mộc Tử nhà cô gần nhất thể hiện không tồi, bao cha của cô tiếp tục duy trì, rất nhanh liền có thể kiếm được một khoản lớn. Lý Vân Uyển không vui nói, không phải tôi vì mấy chỗ tốt đó mới làm vậy, về sau đừng nói đến tiền vào những thời điểm như này. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn càng cảm thấy thoải mái, cái độ yêu tinh Lý Vân Uyển này, đúng là rất biết cách nói chuyện như thế nào mới có thể khiến đàn ông vui vẻ. Gần đây công tác phá bỏ di rời ở thung lũng giết người gặp điểm vấn đề, cư dân ở địa phương này ban đầu đã đồng ý phối hợp phá bỏ di rời, tiền đền bù cũng đã chuẩn bị tốt. Nhưng mà, thời điểm chuẩn bị khởi công, bọn họ lại bắt đầu thay đổi, trong nhất thời lại quay về tranh chấp. Miếng đất này, có hơn một nửa là khoán cho tập đoàn Kiều Thị. Sau khi Lý Vân Uyển điều tiết tâm trạng của Tề Đẳng Nhàn, bắt đầu nói với hắn vấn đề trong công việc, lấy ra bản đồ quy hoạch. Chỉ vào bên trên đó. Tề Đẳng Nhàn lập tức nhíu mày, hỏi, sao lại thế này? Hẳn là có thế lực bên ngoài tham gia vào, tiến hành kích động bọn họ, lúc này mới dẫn tới bọn họ thay đổi,
Lý Vân Uyển lấy bút chì gõ gõ vào bản đồ quy hoạch, khó chịu mà nói. Vậy trước mắt cứ mắt nhắm mắt mở đi, dù sao lớn như vậy cơ mà, có rất nhiều địa phương có thể khai phá. Động tác bên tỉnh cũng chậm gì gì, chúng ta gấp cái gì? Tề Đẳng Nhàn trái lại rất bình tĩnh. Lý Vân Uyển cười nói, nhưng mà cũng có tin tức tốt, đó chính là Dương Quan Quan lập công, cô ta làm xong một vụ làm ăn, ít nhất có thể giúp cho chúng ta kiếm được 30-40 triệu. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, thật sự không nghĩ tới năng lực của Dương Quan Quan vậy mà lại mạnh đến thế, mới nhận chức ở công ty không bao lâu đã có thể lập được công lao. Mặt khác, còn có một việc, vừa nãy anh không ở đây, hướng tổng phái bí thư nhỏ của cô ta đến nói, Lý Vân Uyển vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cái gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn liên hợp lại tổ chức một hồi yến hội, mời cường hào khắp bốn phương, hình như là chuẩn bị hung hăng phô trương chèn ép tập đoàn Hướng Thị. Lý Vân Uyển nói. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, thần sắc không khỏi trầm trầm, sau đó nhẹ nhàng nói, cái này không vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem, bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Tình trạng của tập đoàn Hướng Thị bây giờ không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Sói đói vây quanh, nhưng mấy con sói đói đó lại bị lão tổng thần bí mà Hướng Đông Tinh bịa đặt ra làm cho kinh sợ, trước tiên còn chưa ra tay. Nhưng sau khi Ngọc Tiểu Long cầm số tiền hàng chục tỷ trở về từ đế đô, bọn họ rốt cuộc bắt đầu ngo ngoe dục dịch, kìm nén không được nữa rồi. Vương Hổ và Từ Ngạo Tuyết có được lượng tài chính lớn, nhưng mà để cho an toàn, bọn họ còn chuẩn bị lôi kéo các xí nghiệp lớn và các tỷ phú ở tỉnh Đông Hải cùng tham gia vào. Đây là muốn xây dựng ra một loại thái sơn áp đỉnh, không thể chống lại. Đến lúc đó, bọn họ còn chưa ra tay, chỉ sợ bên trong tập đoàn Hướng thì cũng đã bắt đầu rối loạn. Hiện tại tôi rất hoài nghi người tên Vladimir này có thể có quan hệ với những thế lực muốn đối phó với tập đoàn Hướng thì hay không, Hướng Đông Tinh vừa chết, tập đoàn Hướng thì chắc chắn tan rã. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn hiện lên một suy nghĩ như vậy. Vương Hổ đã có thể từng nghĩ tới trực tiếp ném Hướng Đông Tinh cho nhân đạo chủ nghĩa hủy diệt. Tề Đẳng Nhàn nói với Lý Vân Uyển, cô có người bạn nào muốn tham dự vào chuyện này thì tận lực khuyên một chút, nếu khuyên không được vậy thì kệ bọn họ tìm chết thôi. Hắn chỉ còn chờ cho những người này ra tay với tập đoàn Hướng Thị, bọn họ sẽ biết có bao nhiêu lợi hại. Hai người mới vừa trò chuyện không bao lâu, Tề Đẳng Nhàn liền nhận được điện thoại Dương Quan Quan gọi tới. Tề Đẳng Nhàn, đã xảy ra chuyện, Dương Quan Quan vừa mở miệng liền rất nôn nóng mà nói. Làm sao vậy, cô đừng vội, từ từ nói. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó nói. Lúc nãy Dương Quan Quan đi theo Kiều Thu Mộng cùng rời đi từ trong công ty, cô ta nói xảy ra chuyện, vậy hơn phân nửa là chuyện về Kiều Thu Mộng. Dương Quan Quan tâm trạng nóng như lửa đốt nói, tôi và Mộng Mộng đến miếng đất chỗ thung lũng giết người. Mộng Mộng và người của tập đoàn Kiều Thị đi khuyên bảo những hộ dân cư chuyển nhà đi. Sau đó, bọn họ liền náo loạn, ngay sau đó, những cư dân kia bắt đầu động thủ đánh người. Tôi may mắn trốn thoát, nhưng nhóm Mộng Mộng lại bị nhốt trong một tòa nhà. Hiện tại bọn người kia vây quanh tòa nhà kia, vẫn đang phá cửa. Tôi thấy cảm xúc của bọn họ rất kích động, nếu để cho bọn họ vọt vào được, hậu quả không dám tưởng tượng. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu nhíu mày. Vừa rồi Lý Vân Uyển còn nói với hắn chuyện này, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền có chuyện, lại còn có ầm ĩ đến lớn như vậy. Báo cảnh sát chưa? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Cảnh sát đã tới nhưng vô dụng, đường đi đã bị cư dân ở đó đào, xe cảnh sát không tiến vào được, người đến đây liền trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài. Dương Quan Quan nói, anh mau nghĩ cách gì đi, không thì cứ trực tiếp gọi người của bộ phận bảo vệ của tập đoàn Hướng Thị đến đây. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu. Nói tôi lập tức đến đó, cô chờ tôi. Sau khi nói xong lời này, hắn nói với Lý Vân Uyển, cô ở lại để ổn định công ty đi, miếng đất kia xảy ra chuyện, Thu Mộng có nguy hiểm, tôi phải đi qua đó nhìn xem thế nào. Lý Vân Uyển lại nói, tôi và anh cùng đi đi, anh đi một mình tôi không yên tâm. Tề Đẳng Nhàn cũng không từ chối, dẫn theo Lý Vân Uyển đi ra khỏi công ty, lên xe liền lái thẳng đến miếng đất thung lũng giết người. Xe vừa đến. Liền thấy Dương Quan Quan ở ngay đầu đường, còn có một ít cảnh sát. Dương Quan Quan đang khẩn trương mà nói cái gì đó với mấy người cảnh sát, nhưng nhóm cảnh sát cũng đều là đầy mặt bất đắc dĩ. Cư dân nơi này quá hung hãn, mấy người cảnh sát bọn họ muốn đi vào đều trực tiếp bị dùng gậy đánh đuổi ra hết, lại không dám dùng súng, rốt cuộc vẫn chưa gây ra thương vong. Sao lại thế này?
Tề Đẳng Nhàn đi lên trước, hỏi. Anh đi cùng tôi, Dương Quan Quan bất đắc dĩ cười khổ, dẫn Tề Đẳng Nhàn vào trong, sau đó đi tới rồi một nơi cao hơn chút. Nơi này có thể nghe được từng đợt ồn ào bên trong, một đám người đang chửi ầm lên, lời nói tục tĩu khó nghe, âm thanh phá cửa rầm rầm không ngừng. Tập đoàn Kiều Thị, công ty lừa đảo, mau trả lại tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Tập đoàn Kiều Thị đáng chết, lập tức trả tiền, nếu không nói, hôm nay liền đánh chết tất cả các người ở chỗ này. Gạt chúng ta ký hợp đồng phá bỏ di rời, nhưng chỉ cho chút tiền hư vậy, các người có xấu hổ hay không? Tề Đẳng Nhàn hỏi, bọn họ sao lại đột nhiên gây sự? Lý Vân Uyển liền nói, hợp đồng phá bỏ di rời lúc sáng đã bàn xong, cũng bồi thường theo đúng giá cả trên thị trường, đã rất đầy đủ rồi. Ngay từ đầu bọn họ cũng đồng ý phá bỏ di rời, sao lại không biết như thế nào liền trở mặt, muốn tăng giá, hơn nữa còn muốn giá cả bằng với bên Tân Thế Kỷ. Tề Đẳng Nhàn hắc tuyến đầy đầu, đất bên Tân Thế Kỷ rất gần trung tâm thành phố, thung lũng giết người này lại là nơi tỉnh khai phá trọng điểm, giá cả có thể giống với bên kia sao? Đám người này, hoàn toàn chính là đang vô cớ gây rối mà. Chính là như Vân Uyển vừa nói, vừa rồi Mộng Mộng nói lý với bọn họ, kết quả bọn họ trực tiếp động thủ. Dương Quan Quan tâm trạng sợ hãi mà nói. Vừa rồi cũng may cô ta chạy trốn rất nhanh, nếu không, chỉ sợ cũng bị nhốt trong tòa nhà đổ nát kia. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, gật gật đầu, nói có đường đi vào không? Có, các anh đi theo tôi. Dương Quan Quan nói. Dương Quan Quan rất cẩn thận mà dẫn đường đi phía trước, sự chú ý của mấy người dân trông coi con đường này đều tập trung vào mấy người cảnh sát, thật sự không có chú ý tới bọn họ lén lút tiến vào. Tề Đẳng Nhàn đi vào nhìn rõ ràng, tòa nhà kia đã bị mấy chục người vây quanh. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy xung quanh nhìn như có phóng viên đang lén lút. Nếu xảy ra chuyện gì bạo lực, đám phóng viên này chắc chắn sẽ ghi hình lại, sau đó viết một bài báo nhằm vào Thiên Lại Tư Bản và tập đoàn Kiều Thị, làm cho bọn họ lâm vào hoàn cảnh động giữa. Bạo lực hơn phân nửa là không được, nơi này có vài phóng viên, nếu như bị bọn họ chụp được cái gì, chúng ta sẽ rất bị động. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển đều đang sốt ruột, vạn nhất cửa lớn bị công phá, Kiều Thu Mộng có thể sẽ bị những người này đả thương. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm một lát, thấy được một tòa nhà 5 tầng tự xây, bên trong tòa nhà đó đã dọn đi hơn phân nửa. Dương Quan Quan nói, hay là chúng ta phải đồng ý với yêu cầu vô lý của bọn họ. Dù cho chỉ là tạm thời lá mặt lá trái, nhưng về sau cũng sẽ mang tai mang tiếng, đến lúc đó mọi chuyện càng thêm khó làm. Lý Vân Uyển nói, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, cho dù là tạm thời cũng không được. Nếu chúng ta nhượng bộ, vậy thì người ở địa phương khác cũng sẽ gây sự, phiền toái rất lớn. Hơn nữa, ảnh hưởng quá lớn thì cũng không tốt, lãnh đạo tỉnh thấy được sẽ cảm thấy chúng ta hành động bất lực. Đến lúc đó, mang chính sách vốn dĩ dành cho chúng ta cho người khác, thậm chí thay đổi ý định không chừng. Lý Vân Uyển cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, đây chính là thời khắc mấu chốt. Cũng không biết là ai âm độc như vậy, vậy mà lại nghĩ ra cái biện pháp như vậy. Hơn nữa, Kiều Thu Mộng cũng quá nóng vội, nhanh như vậy đã tới tiếp xúc với đám cư dân này. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển bàn bạc ra kết quả là xử lý lạnh, sao mà nghĩ ra Kiều Thu Mộng bỗng nhiên liền rơi vào tình huống này. Mang thẻ ngân hàng không? Tề Đẳng Nhàn sờ sờ túi của mình, phát hiện không mang theo ví tiền, hỏi. Lý Vân Uyển lắc lắc đầu. Nói túi của tôi đặt ở trong công ty, không mang theo, để làm gì? Dương Quan Quan nói, thật ra tôi có thẻ ngân hàng, anh định dùng nó làm gì? Thẻ ngân hàng còn có thể làm gì, đương nhiên là rút tiền chứ gì? Tề Đẳng Nhàn đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Dương Quan Quan, kỳ quái nói, với cái chỉ số thông minh này của cô, hẳn là không tư cách đi du học nước ngoài mới đúng. Dương Quan Quan suýt nữa bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức hộc máu. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chân cũng mềm đi, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Lý Vân Uyển lại che miệng nhỏ ở một bên cười trộm, Tề Đẳng Nhàn này có đôi khi chính là như vậy, ngẫu nhiên nói ra hai câu hỏi lại IQ thấp, có thể khiến người ta sống sờ sờ mà tức chết. Trong thẻ của cô có bao nhiêu tiền? Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan, hỏi. Mấy triệu thì vẫn phải có. Dương Quan Quan đen mặt nói. Cô ta vừa học tập kiến thức ở nước Mỹ. Vừa phát sóng trực tiếp chơi game ở trong nước, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cũng có không ít đại lão tặng quà cho. Tuy rằng chưa đến mức cực hot,
nhưng một tháng kiếm được mấy trăm nghìn cũng nhẹ nhàng. Tề Đẳng Nhàn nói, đưa cho tôi thẻ ngân hàng của cô, trước mắt tôi rút 200-300 nghìn ra dùng đã. Dương Quan Quan khóe miệng giật giật, phẫn nộ nói, chút tiền ấy có ích lợi gì? Nơi này có đến mấy chục người. Tề Đẳng Nhàn nói, mấu chốt là phải xem dùng như thế nào. Dương Quan Quan căm giận bất bình nhét thẻ ngân hàng vào trong tay Tề Đẳng Nhàn, nói mật mã là sinh nhật tôi. Tôi CMN biết được cô sinh ngày nào, cô cũng đâu phải vợ tôi. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc mà nói, cô nói thẳng con số ra đi, chị cả à. Dương Quan Quan khóe miệng khẽ giật, tức giận đến muốn giày cao gót, lấy gót giày trực tiếp đập vỡ đầu chó của đối phương. Lý Vân Uyển cười cười, nói tôi biết, tôi nói cho anh. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ thở dài, nói với Dương Quan Quan, về sau làm phiền cô thông minh nhanh nhạy một chút, tôi không muốn cao tầng của công ty nói tôi không có mắt, cô dựa vào quan hệ mới được làm thư ký giám đốc. Hiểu chưa? Ngực Dương Quan Quan kịch liệt phập phồng, một hít một thở, thậm chí làm cho người ta phải lo lắng cúc áo sơ mi của cô ta có thể trực tiếp bị bay mất không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rời đi. Dương Quan Quan quay đầu nói với Lý Vân Huyền, cậu không bị anh ta làm cho tức chết. Thường xuyên bị anh ấy làm cho tức giận đến chết đi sống lại, nhưng sau này lại thành thói quen, Lý Vân Huyền cười ha hả mà nói, kéo Dương Quan Quan trốn sang một bên, miễn cho bị những cư dân kia chú ý đến. Hừ, thật không biết anh ta định làm cái gì. Tớ muốn nhìn xem, anh ta dùng 200-300 nghìn như thế nào để giải vây cho Mộng Mộng. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu anh ta dám lãng phí tiền của tớ, tớ không tha cho anh ta đâu. Cái đồ chó. Lý Vân Uyển nhìn không được buồn cười, nói yên tâm đi, anh ấy nói có biện pháp thì chắc chắn đã có cách rồi. Dương Quan Quan trợn to mắt nhìn Lý Vân Uyển. Rốt cuộc thì người ta cũng là ông chủ của chúng ta, về sau cậu nói chuyện vẫn nên chú ý một chút đi. Lý Vân Uyển nói. Anh ta cũng không phải lão tổng thần bí, tớ sợ anh ta chắc. Dương Quan Quan khinh thường mà nói. Khi nói lời này, càng nhớ tới hôm nay ngực cô ta bị Tề Đẳng Nhàn hung hăng chấm mút một phen, tức khắc càng thêm giận dữ hơn. Lớn đến bây giờ, ngoại trừ bản thân và mấy cô bạn thân thiết ra, còn chưa có bất thằng đàn ông nào dám chiếm tiện nghi này đâu. Lý Vân Uyển cười như không cười mà lắc lắc đầu, cũng không nói ra, có lẽ, chờ đến khi tập đoàn Hướng Thị và đám người từ Ngạo Tuyết, Vương Hổ chính thức khai chiến, những người này mới có thể nhân có Tề Đẳng Nhàn mà mở rộng tầm mắt. Tề Đẳng Nhàn chạy đến ngân hàng rút ra 300 nghìn, số dư trong tài khoản còn nhiều, vậy sẽ thuộc về khách hàng, giám đốc ngân hàng tự mình tiếp đãi, rất nhanh liền rút được tiền. Sau khi xách theo hai túi tiền lớn trở về, Tề Đẳng Nhàn kêu hai người Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan cùng hắn đi lên tòa nhà 5 tầng tự xây kia. Anh định làm gì? Dương Quan Quan nhíu mày hỏi, lòng tràn đầy thắc mắc. Tôi chuẩn bị tiêu tiền. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Lý Vân Uyển cũng không rõ Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc có cái ý tưởng gì, chỉ có thể kiềm chế tò mò đi theo lên tòa nhà. Nhanh lên! Tề Đẳng Nhàn ở phía sau thúc giục, lúc tới nơi. Cửa lớn của tòa nhà đó đã bị đập đến vỡ ra một lỗ, vẫn là quần chúng tâm trạng kích động như cũ, muộn chút nữa thì Kiều Thu Mộng phỏng chừng sẽ gặp phải tai ương. Lý Vân Uyển đi tuốt đằng trước, chỉ đành cộp 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 chạy chậm lên trên, may mà hôm nay đi giày đế bằng. Dương Quan Quan lại đi giày cao gót, sau khi chạy được vài bước, đứng thẳng không xong, kinh hô một tiếng, cả người liền ngã ra phía sau. Tề Đẳng Nhàn thấy thế, chỉ có thể duỗi tay đẩy, không biết xui xẻo thế nào. Trực tiếp đẩy đến vào mông người ta. Cái đẩy này cũng giúp Dương Quan Quan khôi phục cân bằng, giữ chặt tay vịn đứng vững. Đồ lưu manh, tay của anh sờ vào chỗ nào đấy? Dương Quan Quan hôm nay bị Tề Đẳng Nhàn ăn đậu hũ, trong lòng tràn đầy khó chịu với hắn, lập tức quay đầu lại hung hăng trừng mắt trách mắng. Lý Vân Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy tay Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng mà rời khỏi mông Dương Quan Quan, cũng không khỏi trừng mắt nhìn. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, nếu không phải vừa nãy tôi đỡ cô một chút, hiện tại cô đã té xuống rồi. Dương Quan Quan cả giận nói, anh không thể đỡ bằng chỗ khác à? Tề Đẳng Nhàn nói, tình huống khẩn cấp, ai chú ý được nhiều như vậy? Lần sau tôi liền làm bộ nhìn không thấy là được chứ gì, cho cô ngã chết, ngã tàn phế. Dương Quan Quan hung hăng cắn răng nói, đừng cho là tôi không biết anh cố ý. Tề Đẳng Nhàn nhún vai. Nói, tùy cô thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Buổi sáng hôm nay lúc anh lấy gạt tàn thuốc,
dám nói không phải, Dương Quan Quan tức giận chất vấn. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, những người đó sắp mở được cửa rồi. Lý Vân Uyển không kiên nhẫn mà nói một câu, ngăn cản hai người khắc khẩu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có hơi bực bội, cái cô thư ký Dương Quan Quan này vậy mà lại dám không đặt ông chủ lớn là hắn vào mắt, một bộ dạng hung hung dữ dữ, nhưng mà, thái độ của cô ta thay đổi cũng thật sự là do bản thân hắn không cẩn thận sờ soạng ngực người ta. Cho nên, một bụng lửa giận này của hắn không thể phóng ra, chỉ có thể nghẹn. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đây không phải phong cách của Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan hừ một tiếng, lạnh lùng mà nhìn thẳng vào hai mắt Tề Đẳng Nhàn, dẫm lên giày cao gót cộp 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 đuổi kịp bước chân Lý Vân Uyển, vừa đi, vừa dùng tay trái che chở mông của mình. Tề Đẳng Nhàn thấy một màn dở khóc dở cười như vậy, cũng may hôm nay Dương Quan Quan không mặc váy, nếu không chỉ sợ hắn còn phải có thêm cái tội danh nhìn lén. Rất nhanh, ba người đã lên tới tầng áp mái của ngôi nhà. Đứng dưới mái nhà này có thể quan sát quang cảnh phía dưới. Ở đây còn không có lấy một người, anh dùng 300.000 này thế nào? Dương Quan Quan ôm hai tay, cười lạnh nói. Anh Tề, rốt cuộc anh có biện pháp nào vậy? Mau nói ra đi, đầu Lý Vân Uyển hơi nhướng qua tường vây nhìn thoáng qua bên dưới, có chút sốt ruột hỏi. Tề Đẳng Nhàn đem hai bao tiền trực tiếp ném xuống dưới chân tường, sau đó xé xuống mảnh giấy cố định, cầm một sấp, nói, dùng như thế nào ư? Tôi có nhiều tiền, cầm đi ném không được sao? Dương Quan Quan sửng sốt, liền nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cầm một đống tiền, ước chừng có khoảng 2-3 nghìn, soạt soạt một cái, từ trên tầng áp mái ném ra ngoài toàn bộ. Ngoá! Dương Quan Quan nhịn không được mà chửi thề, đây chính là tiểu rút ra từ thẻ ngân hàng của cô ta đang đau lòng đây. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói các cô cũng tới hỗ trợ đi, một lần ném mấy trăm hơn 1.000 đều có thể, đừng ném quá ít, cũng đừng ném quá nhiều, đã hiểu chưa? Lý Vân Uyển ngẩn người, nói chỉ như vậy. Dương Quan Quan cũng là giận dữ hết, họ Tề, vậy mà anh lại dám lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của tôi không tha cho anh. Nói nhiều lời như vậy làm gì? Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn mà lại ném ra một sấp tiền, nhìn thấy Dương Quan Quan nổi trận lôi đình. Người dân dưới lầu vây quanh sân đập phá, muốn đập vỡ cửa sân. Tiền của chúng tôi cũng không phải do gió to thổi tới. Mấy người dựa vào cái gì mà dùng giá thấp như vậy bắt chúng tôi phá bỏ? Chính là mấy kẻ doanh nhân lòng dạ đen tối các người nên xuống địa ngục. Bồi thường tiền cho chúng tôi. Tiền của mọi người đều là vất vả kiếm được, bánh sẽ không từ trên trời rơi xuống. Mấy người lòng dạ đen tối như vậy, nên đánh. Đi ra cho tôi. Mọi người căm phẫn, nhao nhao lên án. Mẹ kiếp, tiền từ trên trời rơi xuống rồi. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Nói nhảm cái gì thế, tiền từ trên trời rơi xuống. Anh bị ngớ ngẩn hả? Anh bị ngu à, tiền từ trên trời rơi xuống. Vậy thì anh đi nhặt tiền đi. Mấy người hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Sau đó, người nói chuyện kia liền thoáng cái xông ra ngoài, nhảy dựng lên chụp một nắm, bắt được một tờ tiền lớn trên không trung. Có mấy tờ tiền cũng bởi vì gió thổi nhẹ mà bay vào trong đám người, mọi người ngẩng đầu nhìn, trợn tròn mắt. Ngày hôm đó trên bầu trời toàn là tiền. Từng tờ tiền từ trên trời lật qua lật lại rồi rơi xuống, giống như trời đổ mưa. Còn sửng sốt làm gì, mau đi nhặt tiền đi. Không biết là bác gái nào giống giận một tiếng, sau khi xông ra ngoài, những người còn lại cũng đều hồi phục tinh thần lại, nhao nhao xông ra nhặt tiền. Có vài người vì tranh đoạt tiền mặt, thậm chí xô đẩy lẫn nhau, suýt nữa đánh nhau. Cũng may lúc này trên trời còn có hơn 100 tờ tiền lớn tung bay, nếu không, bọn họ không thể không đánh lộn. Lý Vân Uyển giải tiền ra ngoài, nhìn thấy người phía dưới đều đang vội vàng nhặt tiền, không nhịn được vui vẻ, lúc này, tòa nhà kia cũng không có người rảnh đi vây quanh. Chuyện như này, không tốn mấy trăm ngàn vạn thì khó mà giải quyết, nhưng lại hết lần này tới lần khác Tề Đẳng Nhàn chỉ dùng 30 vạn để giải quyết, thật đúng là quái kiệt mà. Mấy người tiếp tục giải tiền. Tôi đi xuống đón Thu Mộng ra. Tề Đẳng Nhàn nói. Đừng vì vui vẻ mà ném quá nhanh, cũng đừng vì đau lòng mà ném quá ít. Giữ nguyên tốc độ với hiệu suất này, chờ tôi cứu người ra, mấy người có thể dừng lại. Lý Vân Uyển ném rất thoải mái, dù sao cũng không phải tiền của mình, hơn nữa ném rất nhiều tiền lên trời, chuyện như thế này, cô còn chưa từng trải qua. Đau lòng nhất chính là Dương Quan Quan, số tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô.
mở miệng một tiếng ông chủ rộng rãi kiếm được, lúc ném khỏi phải nói là đau lòng bao nhiêu. Nhưng mà, cũng may làm như vậy là có hiệu quả, tất cả mọi người đều vội vàng tới đây nhặt tiền, không rảnh để ý tới việc Kiều Thu Mộng bị nhốt trong nhà dân. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng xuống lầu, sau đó gọi điện thoại cho Kiều Thu Mộng, bảo cô nhanh chóng đi ra. Kiều Thu Mộng đẩy cửa ra nhìn, chỉ thấy đám người vừa vây quanh cô hiện tại đều đi nhặt tiền, không kìm nổi trợn tròn mắt. Đi, Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, kéo Kiều Thu Mộng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mấy tên giám đốc điều hành tập đoàn Kiều Thị đi theo Kiều Thu Mộng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau hai người rời khỏi nơi này. Sau khi giải cứu người thành công, Lý Vân Uyển cùng Dương Quan Quan cũng không tiếp tục giải tiền nữa. Người phía dưới chờ một hồi lâu, thấy không có tiền tiếp tục từ trên trời rơi xuống, không nén được thất vọng. Không ổn, để cho gian thương chạy mất. Không biết là ai hét lớn một tiếng, chạy tới nhà dân vừa rồi của Kiều Thu Mộng. Mọi người lấy lại tinh thần, cũng đều quát lớn chạy về. Dương Quan Quan với Lý Vân Uyển nhân cơ hội đem tiền còn thừa buộc kỹ lại, sau đó xuống lầu, nhân dịp hỗn loạn này rời đi. Không có chuyện gì rồi. Sau khi Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đi ra, nhìn thấy Kiều Thu Mộng không có việc gì cả, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Uyển cười nói, ngài Tề, anh đúng là cũng có chút tài năng, đám cảnh sát không làm được cái gì, ngược lại bị anh xử lý xong, giỏi lắm. Dương Quan Quan lại có chút đau lòng vì 30 vạn của mình cứ như vậy bị tiêu xài hoang phí, lương hàng năm của cô ở Tiên Lai Capital mới có 60 vạn, thế này đã bị phung phí mất nửa năm tiền lương. Nhưng mà, Kiều Thu Mộng có thể không xây xát gì mà đi ra, cô cũng rất vui vẻ, không mở miệng nói chuyện này. Chuyện hôm nay phải cảm ơn anh, tổn thất bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho anh. Kiều Thu Mộng gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, khó có được một lần hòa nhã. Còn lại hơn 7 vạn, Lý Vân Uyển giơ túi ni lông màu đen trong tay lên, nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói, tiền đều là lấy từ chỗ của Dương Quan Quan, cô trả lại cho cô ấy là được. Kiều Thu Mộng nghe xong không khỏi sửng sốt, sau đó cười nói với Dương Quan Quan, cảm ơn cậu, Quan Quan. Dương Quan Quan nói, không có gì đâu. Những người được cứu ra đều tỏ vẻ cảm ơn Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa, đều ồn ào khen ngợi cơ trí của Tề Đẳng Nhàn. Dù sao, đây là chuyện mấy trăm ngàn vạn cũng không nhất định có thể giải quyết xong, Tề Đẳng Nhàn lại hết lần này tới lần khác chỉ tốn hơn 20 vạn là xong. Nhưng mà, nếu bọn họ vẫn không chịu chuyển đi, chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Kéo dài ra, rất rắc rối. Kiều Thu Mộng thở dài, nhíu mày nói, dáng vẻ lo lắng. Tớ thương lượng với ngài Tề rồi, dùng cách chiến tranh lạnh để giải quyết. Lý Vân Uyển nói. Kiều Thu Mộng nói, chiến tranh lạnh là phương pháp rất tốt, nhưng mà, chỉ sợ có người ở sau lưng kích động bọn họ. Mảnh đất này dù sao cũng là của Tiên Lai Capital, Tiên Lai Capital có quan hệ với tập đoàn Hướng Thị, trước mắt tập đoàn Hướng Thị có rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa, những kẻ thù này thế lực lớn, tài sản nhiều, ném mấy trăm vạn ra chỉ là đổ sông đổ biển, ủng hộ những cư dân này tiếp tục đối đầu với chúng ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là chiến tranh lạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể rằng co trong thời gian dài, cho đến khi cuộc đấu tranh giữa tập đoàn Hướng Thị và những người đó chấm dứt. Tập đoàn Kiều Thị không thể so sánh với một công ty giàu có như tập đoàn Hướng Thị, liên tục kéo dài, đối với tập đoàn Kiều Thị mà nói, không phải là một chuyện tốt. Vậy thì nghĩ biện pháp tìm được người phía sau màn xúi dục bọn họ, giải quyết vấn đề từ gốc rễ là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, mạnh tay khẳng định là không được. Người ta còn bố trí phóng viên, làm ra chuyện đổ máu gì đó, phơi bày ra ngoài sẽ có ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của tỉnh cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, những người dân kia tuy rằng đáng ghét, nhưng đều bị kích động, không dễ dàng gì dùng vũ lực đối với bọn họ để giải quyết. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ sắp xếp người giải quyết chuyện này, các cô không cần lo lắng, yên tâm chờ là được. Kiều Thu Mộng cảm thấy cũng không phải là không chịu được Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa anh ta cứu mình, muốn đi lên nói với anh hai câu. Kết quả, Tề Đẳng Nhàn nói xong liền quay đầu nói cười với Lý Vân Uyển. Hơn nữa, Lý Vân Uyển còn liên tục khen hắn vô cùng thông minh, điểm mấu chốt như này cũng có thể nghĩ ra nữa. Tề Đẳng Nhàn cũng dương dương đắc ý nói cũng không nhìn xem hắn là ai. Cuộc đối thoại này của hai người, có vẻ rất thân mật.
Trong bụng Kiều Thu Mộng lập tức nổi lên một dòng nước chua, lời đến khóe miệng cũng nuốt xuống, nhịn không được thầm nghĩ tôi ghen cái gì cơ. Lúc trước mình đều nói rõ, nếu Vân Uyển thích, cứ việc cầm đi là được rồi. Miễn là cô ấy để mắt tới gã này. Tương lai của tớ sẽ càng thêm xuất sắc, muốn biến thành Ngọc Tiểu Long trong giới kinh doanh, người có thể xứng với tớ, chỉ có loại đẳng cấp như Tổng Giám Đốc Thần Bí. Cô cắn răng, xoay người lại, thản nhiên nói, đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm, sau đó giải trí một chút, coi như là động viên một chút mọi người hôm nay bị sợ hãi. Dương Quan Quan nhìn ra một chút manh mối, nói với Lý Vân Uyển, Mộng Mộng hình như ghen tuông, cô chú ý một chút. Cô ấy ghen cái gì cơ? Cô ấy vốn dĩ không ưng ngài tề. Lý Vân Uyển cũng không thèm để ý cười cười, hơn nữa, chúng tôi cũng chỉ là nói chuyện phiếm bình thường mà. Dương Quan Quan không khỏi cười lạnh, vâng rất là bình thường, nếu như ở trong phòng làm việc, lúc này đều nên ngồi trên đùi người ta. Kiều Thu Mộng trong lòng nghĩ lại, cảm thấy không có gì to tát, nhưng trái phải vẫn phi thường không thoải mái. Điều khiến cô không hiểu nhất chính là, vì sao Lý Vân Uyển lại thân thiết với Tề Đảng Nhàn như vậy, cô nhớ rõ, ngay từ đầu Lý Vân Uyển đã hướng về phía cô, đối với Tề Đảng Nhàn vô cùng khinh bỉ. Nhưng hiện tại, quan hệ giữa hai người, làm cho cô cảm thấy rất không bình thường. Hơn nữa, tập đoàn Mộc Tử từ chỗ khối bánh ngọt lớn như thung lũng giết người này, lại có thể lấy được khoảng 100 mẫu. Lý Vân Uyển nói là lúc trước lấy được từ tập đoàn Trương Thị, nhưng trong lòng Kiều Thu Mộng lại cảm thấy không phải như vậy, như thế nào cũng cảm giác có liên quan đến Tề Đảng Nhàn. Càng nghĩ, cô càng bực bội, nhưng mà, lời nói ra như nước hắt ra ngoài, cô cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà quyết đoán bừa bãi đi chất vấn Lý Vân Uyển một phen. Lúc ăn cơm, Kiều Thu Mộng kéo Dương Quan Quan sang một bên, lặng lẽ hỏi, Quan Quan, Vân Uyển và Tề Đảng Nhàn, là có chuyện gì thế? Tớ thấy hai người bọn họ, sao lại không bình thường lắm? Ách! Dương Quan Quan nghe xong sửng sốt, không biết trả lời thế nào, chắc chắn không thể nói cho Kiều Thu Mộng, hai người đều ngồi cùng nhau hôn nhau ở văn phòng chứ. Dương Quan Quan lắc đầu, nói qua loa, tớ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, Vân Uyển có thể có ý gì với hắn không? Kiều Thu Mộng thở dài, cảm giác không thoải mái trong lòng càng nhiều. Cậu không để ý sao? Dương Quan Quan nhìn Kiều Thu Mộng, kinh ngạc nói. Tôi có cái gì phải để ý? Vân Uyển thích tên phế vật này, vậy để cho cô ấy thích là được rồi. Dù sao, tôi vẫn luôn chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để ly hôn với anh ấy. Nếu như cậu thích, cậu cũng có thể thử xem. Kiều Thu Mộng rửng rưng nói, nhưng trong giọng nói, nghe thế nào cũng mang theo một chút khó chịu. Cô khinh thường Tề Đảng Nhàn, theo lý mà nói cũng không nên để ý kiểu chuyện như này, thậm chí phải là cao hứng khi mình có thể rời khỏi bể khổ, nhưng mà, giờ phút này cô chính là rất khó chịu. Lúc ở trên du thuyền, Hoàng Tình Ca và Lý Vân Uyển lần lượt khiêu vũ với Tề Đảng Nhàn làm cho cô khó chịu, hôm nay, cảm giác được Lý Vân Uyển cùng Tề Đảng Nhàn càng ngày càng gần, cô càng thêm khó chịu. Nhưng mà, cô vẫn kiêu ngạo trước sau như một, khó chịu thì khó chịu, nhưng chính là muốn tỏ ra một dáng vẻ không quan tâm. Ách, tớ đối với hắn không có cảm tình gì, cũng không rõ Vân Uyển vì sao lại thân thiết với hắn như vậy. Dương Quan Quan quyết đoán lắc đầu nói. Nhắc tới Tề Đảng Nhàn, cô một bụng lửa giận, trên ngực bị chấm mút, buổi chiều mông lại bị đẩy một cái. Mình cư nhiên bị một tên đàn ông như vậy chiếm hời, nghĩ như thế nào cũng tức giận mà. Kiều Thu Mộng cười nói, cậu đã trở lại, chúng ta còn chưa ra ngoài chơi cùng nhau, ngày mai chính là hai ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau đến câu lạc bộ chơi đi. Dương Quan Quan liền nói, được đó, đã lâu tớ không cưỡi ngựa, ngày mai phải sắp xếp thỏa đáng cho tớ đấy. Không thành vấn đề, vậy ngày mai gặp, lát nữa tớ nói với Vân Uyển một chút. Kiều Thu Mộng gật gật đầu, nói. Ăn xong bữa tối, Kiều Thu Mộng chuẩn bị đưa Dương Quan Quan về chỗ ở, dứt khoát để Tề Chờ Nhàn đưa Lý Vân Uyển về nhà. Không phải cậu thích sao, tặng cho cậu là được rồi. Trong lòng cô còn nghẹn cơn giận như vậy, dứt khoát hào phóng thoải mái. Tề Đảng Nhàn cũng không phải là đưa Lý Vân Uyển về nhà, mà là dẫn cô về nhà. Lý Vân Uyển đối với chuyện trở về Sơn Trang Vân Đỉnh ở cùng Tề Đảng Nhàn qua đêm đã là việc quen thuộc, tất nhiên sẽ không ngượng ngùng cái gì. Lý Vân Uyển nhận được điện thoại của Lý Long Dịch, người kia mở miệng nói, Vân Uyển, sao còn không trở về? Ồ, bố à, con chuẩn bị đến nhà ngài Tề nghỉ ngơi, ngày mai đúng lúc cùng nhau đi chơi.
Lý Vân Uyển nói. Mấy lần trước cô qua đêm ở nhà Tề Đẳng Nhàn, Lý Long Dịch gọi điện thoại tới, cô còn có thể nói dối về nhà Kiều Thu Mộng hoặc là bạn nữ nào đó, hiện tại, trực tiếp quang minh chính đại. Lý Long Dịch nghe xong cười cười, chỉ nói chú ý đúng mực. Lão đại con không còn nhỏ, còn cần bố nói sao? Lý Vân Uyển cười hắc một tiếng, cô đối phó với Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng là đã có kinh nghiệm rồi. Tề Đẳng Nhàn lái xe, hỏi em nói thẳng với bố em như vậy, có phải không tốt hay không? Lý Vân Uyển bình tĩnh nói, chỉ cần anh vẫn muốn làm cầm thú, vậy sẽ không có cái gì không tốt. Nếu như anh định đến cả cầm thú cũng không bằng, vậy em vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong liền bực bội, tức giận nói, vậy em cũng phải cho cơ hội mới được. Cho cơ hội 2-3 lần, chính anh không dùng được á. Lý Vân Uyển cười nói, rõ ràng là một nữ yêu ăn thịt người không nhả xương. Sau khi xe chạy vào trong sơn trang Vân Đỉnh, Lý Vân Uyển mới nói, ngày mai Mộng Mộng của chúng ta muốn đi câu lạc bộ chơi, anh đi cùng có được không? Được sao, cô ấy không mời tôi. Tề Đẳng Nhàn mặt lạnh lùng nói. Vậy em mời anh không phải là được rồi sao? Lý Vân Uyển sửng sốt, không nghĩ tới Kiều Thu Mộng tuyệt tình như vậy, ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng không thông báo. Tề Đẳng Nhàn lái xe rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cửa nhà, dừng xe lại, cười lạnh nói, không có hứng thú. Lý Vân Uyển có thể nhạy bén nhận ra, Tề Đẳng Nhàn vẫn vô cùng để ý đối với một chút thái độ của Kiều Thu Mộng, điều này làm cho cô cũng không kìm nổi có chút không thoải mái. Tuy rằng rất rõ ràng mình đây là hành vi đào chân tường, nhưng Kiều Thu Mộng rõ ràng không ưa anh, sớm một chút dễ gặp dễ tan không được sao? Tại sao lại kéo dài? Vậy anh đi cùng em không được sao? Lý Vân Uyển hỏi. Không đi, Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói. Cô ấy không mời anh không đi. Em đã mời anh vẫn không đi. Lý Vân Uyển cũng có chút tức giận. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, các cô đi chơi chuyện các cô, tôi là một tên đàn ông, xen vào làm gì? Không đi. Lý Vân Uyển cười nói, anh có thể bảo vệ chúng em mà. Tề Đẳng Nhàn mặt lạnh lùng không trả lời. Lý Vân Uyển dựa vào trong ngực hắn, đưa tay ôm lấy hắn, mềm nhũn nói, đi đi. Nếu anh không đi, em cũng không muốn đi. Em muốn học đấu kiếm với anh. Tề Đẳng Nhàn còn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác một nữ nhân xinh đẹp ôm mình làm nũng như vậy, đầu óc giờ phút này đều có chút không đủ dùng, ong ong. Còn đang ngây người, cũng cảm giác được cánh môi ngọt ngào in ở trên miệng mình, lưỡi nhỏ trơn nhẵn nóng bỏng cũng thừa dịp mà lẻn vào. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Đẳng Nhàn sờ sờ lông mày cùng hai má ướt át, tim đập đến kịch liệt. Lý Vân Uyển mỉm cười nói, đi không? Em đã làm nũng với anh đến như thế này. Đi, Tề Đẳng Nhàn không kìm được vui vẻ, cười đến như một kẻ ngốc. Lý Vân Uyển lập tức hoan hô, đây đối với cô mà nói là một loại thắng lợi, nếu như cô đã làm như vậy rồi, Tề Đẳng Nhàn vẫn đánh cược Kiều Thu Mộng tức giận mà không muốn đi, vậy đối với cô mà nói, sẽ là thất bại vô cùng lớn. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được cảm thán, hôn môi với em, giống như đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Lý Vân Uyển giả bộ thành phong cách ngự tỷ không kìm nổi nữa, sắc mặt đỏ lên, nói, học ở đâu mấy lời bậy bạ. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai có tinh thần tốt chơi thật vui vẻ. Tề Đẳng Nhàn nằm trên giường, cảm thấy đêm nay có chút khó ngủ. Buổi tối còn có một giấc mơ, người phụ nữ trong mơ, dáng người dương quan quan, vẻ mặt xinh đẹp của Lý Vân Uyển, hết lần này tới lần khác lại là khuôn mặt lạnh lùng của Ngọc Tiểu Long. Nữ yêu tinh này. Sớm muộn gì cũng phá đạo hạnh của Tề lão tử. Tề Đẳng Nhàn kinh hồn bạt xác tỉnh lại, vỗ vỗ trán. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Uyển thay một bộ đồ thể thao, kéo Tề Đẳng Nhàn đi về phía câu lạc bộ Thượng Động. Ở cửa câu lạc bộ, gặp hai người Kiều Thu Mộng và Dương Quan Quan. Hai người cũng là mặc một bộ trang phục thể thao, nhưng mà, Dương Quan Quan khá là khoa trương. Chiếc áo ba lỗ nhỏ bên dưới áo khoác thể thao mỏng manh của cô có một loại ảo giác sắp bị căng đứt. Tề Chờ Nhàn nhìn thoáng qua cũng không khỏi nhớ tới giấc mộng kỳ quái tối hôm qua, vội vàng quay đầu lại, chiến thuật ho khan hai tiếng. Nhìn thấy Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn cùng lúc xuất hiện, điều này làm cho Kiều Thu Mộng không kìm nổi hung hăng nhíu nhíu mày. Ngược lại Dương Quan Quan thấy không có gì lạ, chú ý tới ánh mắt Tề Đẳng Nhàn giống như lại đảo qua lồng ngực mình. Không nén nổi lạnh lùng kéo khóa áo khoác lên cao một chút. Hôm qua tôi không thông báo cho anh phải không? Kiều Thu Mộng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hời hợt hỏi.
Tề Đẳng Nhàn còn chưa hết sặc, Lý Vân Uyển liền cười nói, Mộng Mộng, tớ nói cho hắn biết. Ba cô gái chúng ta, dù sao cũng phải có một người đàn ông giúp lấy đồ gì đó chứ. Kiều Thu Mộng không nói nên lời, Tề Đẳng Nhàn là chồng của mình, lại Lý Vân Uyển phải thông báo, logic gì. Trong lòng cô không thoải mái, rất không thoải mái, hơn nữa, cũng nhận thấy ác cảm giữa mình và Lý Vân Uyển giống như càng lúc càng lớn, không trở về thân mật được như trước kia. Kiều Thu Mộng nói, vậy thì cùng nhau đi. Trước đó, Lý Vân Uyển còn nghĩ cách giúp Kiều Thu Mộng sỉ nhục Tề Đẳng Nhàn, khiến hắn nhận ra sự cao thấp. Nhưng bây giờ, lại chạy đến cùng một chiến tuyến với Tề Đẳng Nhàn. Điều này làm cho trong lòng Kiều Thu Mộng cảm thấy rất khó chịu. Tề Đẳng Nhàn tự nhiên trở thành cu ly, tiện tay nhận lấy món đồ tùy thân của mấy người, đi theo vào câu lạc bộ. Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển xuất trình thẻ thành viên của mình. Sau đó có nhân viên phục vụ tới dẫn đường, dẫn bọn họ đến khu vực trường đua ngựa. Này, tớ nói Vân Uyển à, cậu có phải là cố tình muốn làm Mộng Mộng khó chịu? Cậu ấy cũng không thông báo cho Tề Đẳng Nhàn tới đây, cậu quan tâm làm cái gì? Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển ngồi cùng trên một chiếc xe điện bốn bánh, mở miệng hỏi. Tớ không có làm cô ấy khó chịu, tôi chỉ muốn chơi với ngài Tề mà thôi, cùng với anh ấy, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Lý Vân Uyển cười cười, nói. Dương Quan Quan lắc đầu, trầm giọng nói, cậu có phải điên rồi không? Anh ta có phép thuật gì khiến cậu mê mẩn như vậy? Lý Vân Uyển bình tĩnh nói, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ mong muốn cùng ai kết bạn, chẳng lẽ còn phải suy nghĩ đủ loại nguyên nhân sao? Dương Quan Quan hết chỗ để nói rồi, tuy rằng Kiều Thu Mộng nói cô thích thì cô cứ tự nhiên các loại, nhưng cô vẫn cảm thấy Lý Vân Uyển làm như vậy có chút trái lẽ. Phía sau, Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn đi cùng xe, giữa hai người hầu như không có trao đổi gì. Cuối cùng, Kiều Thu Mộng mở máy hát ra nói, anh vẫn không muốn phân rõ giới hạn với tập đoàn Hướng Thị sao. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói cái này không cần thiết. Những thứ anh lấy được bây giờ, cũng chỉ là bong bóng ảo ảnh, anh thật sự phải đợi đến giây phút bong bóng vỡ vụn, mới có thể thỏa mãn. Kiều Thu Mộng nhíu mày, trầm giọng nói. Gần đây cuộc đấu tranh giữa tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị, tập đoàn Hổ Môn có xu hướng càng ngày càng gay gắt, Kiều Thu Mộng rất lo lắng Tề Đẳng Nhàn sẽ xảy ra chuyện, cũng tương tự lo lắng sẽ liên lụy đến Kiều Thị. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ hai tiếng, không muốn đáp lại. Hắn nói thật, Kiều Thu Mộng không tin, luôn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là lá chắn bị đẩy ra phía trước. Kiều Thu Mộng thà rằng tin tưởng một tên tổng giám đốc thần bí hư vô mờ ảo, cũng không muốn tin tưởng hắn. Vậy hắn còn gì để giải thích nữa đây? Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn không trả lời, chỉ có thể rầu rĩ hừ một tiếng, tên này khư khư cố chấp, vậy đến cuối cùng, có kết quả gì cũng là gieo gió gặt bão. Rất nhanh, bốn người đi xe đến trường đua ngựa của câu lạc bộ, người trong trường đua ngựa cũng không ít, một đám cưỡi ngựa tốt đi qua đi lại trên mặt đất xanh tươi, có người thì đang đua tốc độ. Một số người sau khi nhìn thấy Kiều Thu Mộng, đều lập tức đi lên chào hỏi. Kiều Tổng, chúc mừng, nghe nói tập đoàn Kiều thì các người lấy được ở chỗ thung lũng giết người không ít hạng mục, tương lai thăng tiến nhanh chóng, chỉ còn vài ngày nữa. Đúng vậy, Kiều Tổng, nếu phát triển cũng đừng quên những người bạn cũ như chúng ta đó. Ha ha ha, sự coi trọng của Tổng Giám Đốc Thần Bí đối với Kiều Thu Mộng tăng theo cấp số cộng, nếu Kiều Tổng gặp mặt hắn, cũng đừng quên nói tốt vài câu, để cho hắn cũng dẫn theo chúng ta. Đúng vậy. Trong tay Tổng Giám Đốc Thần Bí cầm nhiều tài nguyên của thung lũng giết người như vậy, có thể dẫn chúng ta theo là được rồi. Gần đây Kiều Thu Mộng có thể nói là vó ngựa cực nhanh được thời đắc ý, Tiên Lai Capital ném cành ô liu, đưa ra hạng mục, để cho bọn họ được đông đảo giới chuyên môn xem trọng. Bây giờ, những người này nhìn thấy Kiều Thu Mộng thì ngay lập tức đi lên, hy vọng có thể thông qua cô nịnh bợ vị Tổng Giám Đốc Thần Bí tiền nhiều như nước kia. Kiều Thu Mộng cười cười với mọi người. Nói, được, tôi đã nhớ kỹ rồi, nếu sau này có cơ hội, sẽ thử xem, mọi người kiếm được tiền là chuyện tốt nhất. Mọi người lại khen ngợi Kiều Thu Mộng. Trong lòng Kiều Thu Mộng không khỏi cảm thán, mình chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Những thứ này, đều là vị Tổng Giám Đốc Thần Bí còn chưa từng gặp mặt kia mang đến. Trong lòng cô, cũng khó tránh khỏi đối với vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này càng thêm tò mò, cũng có vài phần ấn tượng tốt. Quan Quan. Cậu ở trong Tiên Lai Capital phải hỏi thăm nhiều hơn, Tổng Giám Đốc Thần Bí khi nào xuất hiện, nói với tớ một tiếng.
Kiều Thu Mộng nói. Tớ biết, tớ luôn luôn chú ý tới. Tớ làm thư ký ở Tiên Lai Capital, thật ra cũng là nhắm tới hắn. Hắn có năng lực lớn như vậy, nếu như bằng lòng cho tớ nền tảng, về sau tớ cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Dương Quan Quan gật đầu với Kiều Thu Mộng, mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nghĩ, hay là dứt khoát bắt lấy tên Sở Vô Đạo này, để cho hắn xuất hiện, thổi phồng chuyện này càng thêm nóng bỏng một chút. Nếu hắn xuất hiện, làm kinh sợ đám người Ngọc Tiểu Long, sự chắc chắn sẽ càng lớn. Vì thế, hắn trao đổi một chút ý nghĩ này với Lý Vân Uyển. Tốt nhất không nên, sự hùng mạnh của Tổng Giám Đốc Thần Bí chính là ở chỗ hắn thần bí, nếu như xuất hiện rồi. Cảm giác thần bí này cũng mất đi, hơn nữa, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng có thể tìm được phương pháp nhằm vào hắn. Lý Vân Uyển đăm chiêu nói. Cô ấy đưa ra quyết định này đương nhiên là có hai điểm suy nghĩ. Thứ nhất, nếu thật sự có người đứng ra nhận làm Tổng Giám Đốc Thần Bí, như vậy, khả năng kinh sợ của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nó giống như Batman, bí ẩn và mạnh mẽ. Mọi người sợ Batman, nhưng không sợ Bruce Wayne, người đã tháo mặt nạ ra. Thứ hai, cho dù là người nào đã được xác định thân phận là Tổng Giám Đốc Thần Bí, như vậy, Kiều Thu Mộng tất nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Điểm thứ hai, tất nhiên là xuất phát từ lòng riêng, nhưng mà cô cũng không cảm thấy áy náy, thậm chí có chút thản nhiên vô tư, nếu là Tề Đẳng Nhàn hỏi đến, cô thậm chí có thể thoải mái nói ra. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, cảm thấy Lý Vân Uyển nói như vậy cũng có đạo lý. Đi thôi, cùng em đi chọn một con ngựa. Lý Vân Uyển cười cười, đưa tay chuẩn bị kéo Tề Đẳng Nhàn, lại phát hiện làm như vậy giống như có chút không ổn. Tề Đẳng Nhàn cũng không hiểu kỹ thuật cưỡi ngựa, lắc đầu nói, tự em chọn là được rồi, tôi cũng không hiểu. Một nửa ngựa trong trường đua ngựa này là của câu lạc bộ và một nửa còn lại là của thành viên. Các thành viên để ngựa trong chuồng ngựa, giao cho người chăm sóc đặc biệt, mỗi tháng trả một số chi phí. Nuôi ngựa là một chuyện xa xỉ, nhất là đua ngựa đỉnh cao, giá vài chục triệu lên đến trăm triệu, hơn nữa, rất nhiều lúc thường là có tiền mà không mua được. Đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng hô sợ hãi. Một con ngựa tốt cao khỏe màu nâu đỏ nhanh chóng chạy ra, bầm rất dài, uy phong lẫm liệt mà chạy. Đây là con hãn huyết bảo mã mà cô Dương vừa mua từ Ả Rập đúng không? Thật sự là hoành tráng. Nghe nói bỏ ra hơn 60 triệu mua được, chậc chậc chậc, nếu tôi có thể có được một con ngựa như vậy là tốt rồi. Không hổ là tiểu thư khuê các từ Ma Đô tới, thật sự là gốc gác vững chắc, một con ngựa đều có thể so sánh với toàn bộ gia sản của tôi. Cưỡi trên ngựa chính là một người phụ nữ, cô ta bỗng chốc nhìn thấy Dương Quan Quan, đột nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, hai chân thúc vào bụng ngựa, phi ngựa đến. Một con ngựa cao lớn đang đâm đầu về phía mình ngang ngược mà đến, Dương Quan Quan ngây ngốc tại chỗ. Người chung quanh cũng đều kêu lên sợ hãi, từng người tránh đi. Quan Quan, mau tránh đi, Kiều Thu Mộng cũng nhìn không được hét chói tai, đã có thể tưởng tượng ra cảnh Dương Quan Quan bị con ngựa to lớn đá bay. Lý Vân Uyển cũng sợ ngây người, sắc mặt tái nhợt, một con ngựa mạnh mẽ như vậy, tốc độ nhanh như vậy, bị đụng một cái, cũng không khác gì bị xe đụng một cái. Tề Đẳng Nhàn cũng chính vào lúc này biến mất không thấy đâu, trong nháy mắt sau đó, lại xuất hiện trước người Dương Quan Quan. Điên rồi! Người này bị khùng rồi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, góp cả mạng của mình vào. Trời ơi! Hắn nếu muốn cứu người, vậy đẩy người ra đi, tự mình chắn làm gì? Châu chấu đá xe. Mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên ngăn trước mặt Dương Quan Quan, đều là ngạc nhiên và hoảng sợ, trong lòng như chớp điện hiện lên rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Ngay trong nháy mắt con ngựa to lớn chạy tới gần người, chân của Tề Đẳng Nhàn dẫm 8 bước, tiến về phía trước, ầm một tiếng vào phía trước đầu ngựa. Cơ thể Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt khi con ngựa kia sắp đụng phải mình thì trùng thấp người xuống, cả người chui qua bụng ngựa, sau đó, hai tay hắn vừa nhấc lên. Chia ra hai bên yên ngựa và bụng ngựa, cơ thể đột nhiên đứng lên. Hí hí hí. Con ngựa nặng mấy trăm cây gì bị hắn thẳng tay khiêng lên, Dương Phỉ Phỉ trên lưng ngựa cũng hoảng sợ kêu to. Tề Đẳng Nhàn khiêng đại mã lên, cột sống bắt đầu rung động như rồng, bả vai lắc một cái, rầm một tiếng, vung tay ném cả con ngựa lớn ra ngoài. Dương Phỉ Phỉ trên lưng ngựa mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, mà con ngựa lớn trị giá 6.000 vạn này lại bay ra ngoài một cách thê thảm. Con ngựa nặng mấy trăm cây di bay ra 4-5 mét,
sau đó ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, đau đến hí 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 gầm thét, hai vó ngựa đều ngã gãy xương, không đứng dậy nổi. Nhìn một màn này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, cả đám nói không nên lời. Gã này có phải là con người không? Một con ngựa chạy với tốc độ cao, không ngờ bị hắn khiêng lên, sau đó cứ như vậy ném ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn một chiêu vương đồ cõng heo, cõng không phải là heo, mà là con ngựa hung dữ phi tới, thật sự là tạo thành hiệu quả rung động thị giác quá mãnh liệt. Dương Quan Quan lúc này mới bình tĩnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì đứng không vững. Vừa rồi, nếu không phải Tề Đẳng Nhàn đúng lúc xuất hiện, chắn ở trước mặt cô, ngăn con ngựa hung dữ lại, cô bây giờ chỉ sợ đã bị đụng chết. Làm xong tất cả, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, mặc kệ phủi bụi bám trên người. Lý Vân Uyển đuổi kịp, kinh ngạc vô cùng nói, anh không sao chứ? Anh có bị thương không? Kiều Thu Mộng thấy Lý Vân Uyển lại quan tâm đến Tề Đẳng Nhàn như vậy, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật, đi đến bên cạnh Dương Quan Quan chăm sóc cô ấy. Không có việc gì, anh ta chẳng mấy chốc sẽ có chuyện. Lúc này, Dương Phỉ Phỉ ngã xuống đất nghiến răng nghiến lợi bò dậy, vẻ mặt đầy lửa giận. Dương Quan Quan vội vàng tiến lên, trầm giọng nói, Dương Phỉ Phỉ, cô đừng có mà khinh người quá đáng. Tôi rời khỏi Ma Đô nhiều năm như vậy, thậm chí còn chạy ra nước ngoài ở vài năm, cô có cần phải hùng hổ dọa người như trước không? Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Quan Quan cùng người phụ nữ cưỡi ngựa này quen biết. Ha ha ha, đồ con hoang nhà cô, có tư cách gì cùng tôi nói chuyện? Tôi muốn chỉnh cô như thế nào, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Cô đã quên, khi còn bé bị tôi đè trên mặt đất tát là như nào à? Dương Phỉ Phỉ quay đầu lại, nhìn về phía Dương Quan Quan, vẻ mặt khinh thường cùng kiêu ngạo, giống như đang nhìn một con kiến hôi hèn mọn. Lời nói của Dương Phỉ Phỉ, quả nhiên động vào ký ức năm đó của Dương Quan Quan, sắc mặt của cô thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí không kìm được lùi về phía sau một bước. Tên này tuy rằng dũng mãnh vô cùng, nhưng lại có thể ném ngựa của cô Dương Phỉ Phỉ thành như vậy, phỏng chừng không có kết quả tốt. Ma Đô Dương gia, thế nhưng là bá chủ một phương đấy, hắn dám làm tổn thương Hãn Huyết Bảo Mã mà cô Dương tốn tiền mua được, Dương gia chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Tuy rằng là vì cứu người, nhưng cũng quá không biết lượng sức, đẩy người ra là tốt rồi, làm cho ngựa người ta bị ngã, không phải là muốn chết sao? Đúng vậy, ngựa trị giá 60 triệu còn đắt hơn toàn bộ tài sản của chúng ta. Các thành viên ở đây lúc này đều không nén được lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối với Tề Đẳng Nhàn. Vừa rồi hắn cứu người tuy rằng dũng mãnh, nhưng mà, ngựa của Dương Phỉ Phỉ bị ném thành như vậy, vó ngựa đều bị gãy, về sau hơn phân nửa cũng là bỏ đi. Đó là một con ngựa trị giá 60 triệu. Quan Quan, cô ta là ai? Kiều Thu Mộng cảnh giác hỏi. Dương Quan Quan mím môi, sắc mặt tái nhợt nó, cô ta là người của Ma Đô Dương gia, coi như là đường tỷ của tớ. Kiều Thu Mộng nghe được lời này, cũng nén nổi ngạc nhiên. Ma Đô Dương gia, đó là thế lực gia tộc vô cùng mạnh mẽ, cũng là người cùng họ với Dương Quan Quan. Nhưng mà, xuất thân của Dương Quan Quan cũng không tốt. Bố của cô là Lão Tam Dương gia, nhưng vị Lão Tam Dương gia này khi còn bé sinh ra bệnh nặng một trận, sốt đến hỏng đầu óc, trở thành thiểu năng trí tuệ. Mẹ của Dương Quan Quan vì vật chất mà gả đến Dương gia làm vợ cho Dương Lão Tam. Sau đó sinh ra Dương Quan Quan. Một người thừa kế thiểu năng trí tuệ, kết hôn với một người vợ, và có một đứa con gái. Chuyện như vậy phát sinh ở trong đại gia tộc, có thể tưởng tượng được sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như thế nào. Mẹ của Dương Quan Quan cho tới bây giờ cũng không được chào đón, ngay cả Dương Quan Quan cũng bị người của Dương gia phỉ nhổ, nếu không có Dương lão gia tử bảo vệ, chỉ sợ, Dương Quan Quan cũng rất khó sống đến bây giờ. Không chừng đã bị người ta lặng yên không một tiếng động mà giết chết. Qua vài năm, bố của Dương Quan Quan bởi vì bệnh mà chết bất đắc kỳ tử, mẹ thì không nhịn nhục nổi, một mình rời khỏi Dương gia, không biết đi đâu. Từ đó về sau, hoàn cảnh của Dương Quan Quan ở Dương gia càng thê thảm. Dương Quan Quan lớn tuổi hơn một chút, chủ động rời khỏi Ma Đô, đi tới Trung Hải, sau khi tốt nghiệp lại đi nước ngoài, chính là sợ người của Dương gia tìm cô gây phiền toái. Dương lão gia tử tuổi tác càng ngày càng cao, không chắc chắn có thể bảo vệ được cô. Quan Quan thư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tên của Dương Quan Quan là mẹ lấy từ thi kinh, quan sư, chính là hy vọng sau này cô lớn lên,
có thể gặp được người bạn đời giống như quân tử, không cần phải sống cuộc sống khổ cực tầm thường như mẹ. Dương Phỉ Phỉ cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, Đường tỷ. Đứa con hoang này cũng xứng làm người thân của tôi. Mí mắt Dương Quan Quan rũ xuống, mím môi không dám đánh trả. Tề Đẳng Nhàn thấy có chút kỳ quái, thư ký Dương này, đối với người nhà mình thì khúm núm, đối với ông chủ lớn như hắn, thì phóng ra cú đấm. Đợi lát nữa lại trừng phạt đứa con hoang nhà cô, Dương Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Trong lòng Dương Quan Quan đối với Dương gia những người thơ hát này, là nhát gan, là tự ti, cô lúc này, một câu cũng không nói nên lời. Dương Phỉ Phỉ quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt âm trầm. Con ngựa của cô bị gãy chân, vừa rồi, cô cũng ngã xuống đất, trước mặt nhiều người như vậy, rất mất mặt. Anh làm gãy một chân con ngựa này của tôi muốn hai chân của anh là được rồi, anh có ý kiến hay không? Dương Phỉ Phỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng hỏi. Tề Đẳng Nhàn nghe nói như vậy không kìm được ngẩn người. Dương Quan Quan nói, chị Phỉ, vừa rồi hắn cũng là có nguyên nhân, chị. Ngậm miệng lại, nói thêm một câu nữa, tôi tát cô 10 cái. Dương Phỉ Phỉ đảo mắt, cười lạnh nói. Dương Quan Quan quả nhiên bị dọa đến một câu không dám nói nữa, cơ thể thậm chí còn run rẩy. Người của Dương gia là cơn ác mộng cả đời khó quên của cô. Là anh tự mình ra tay, hay là tôi sai người giúp anh? Dương Phỉ Phỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt tràn đầy sát khí hỏi. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, sau đó hỏi ngược lại, cô có bệnh không? Cô có muốn tôi gọi bác sĩ cho cô không? Là cô phi ngựa đâm người trước, bây giờ ngược lại thành tôi không đúng. Dương Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, con hãn huyết bảo mã này của tôi được mua từ Ả Rập, tốn ước chừng 60 triệu. Có thể bị con ngựa cao quý như của tôi đụng chết, là vinh hạnh của đứa con hoang Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được buồn cười hỏi, cô có học luật hay không, có biết tránh nguy hiểm khẩn cấp hay không? Mạng người lớn như trời, cho dù là một con gấu trúc bị tôi giết chết, tôi cũng không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tên này đầu óc có hố rồi, cứu kẻ thù của cô Dương, nói chuyện còn kiêu ngạo như vậy, chê mình mạng dài à? Nếu hắn trực tiếp quỳ xuống cho cô Dương, sau đó thành thành thật thật dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng tâm tình cô Dương tốt còn có thể buông tha cho hắn. Đúng vậy, hắn là cái thá gì, có thể so sánh với người của Ma Đô Dương gia. Còn dám nói như vậy, Diêm Vương không thu hắn cũng không được. Mọi người nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói xong, đều xôn xao lắc đầu, cảm thấy hắn quá không biết điều, lại dám cùng người của Ma Đô Dương gia khiêu chiến. Loại người như ngươi, há mồm ngậm miệng gọi người ta là con hoang, tôi thấy cô cũng không cao quý tới đâu, chẳng lẽ cô là thuần chủng? Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười hỏi. Dương Phỉ Phỉ nở nụ cười, nói, thằng chó, mày rất có can đảm, dám nói chuyện với Dương Phỉ Phỉ tao như vậy, mày thật sự là người đầu tiên. Mọi người xung quanh sắp bị dọa đến tè ra, đây chính là Dương Phỉ Phỉ thiên kim của Ma Đô Dương gia đấy. Ma Đô Dương gia, đây chính là thế lực của hùng bá một phương, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Đều nói rồng mạnh không đè đầu rắn địa phương, nhưng con rồng mạnh mẽ như Ma Đô Dương gia, bất kể đi tới nơi nào, cũng không tồn tại con rắn địa phương nào có thể thể đắc tội nổi. Nếu không có việc gì, thì cút đi, đừng có thể hiện chút ưu việt đến đáng thương của cô. Tề Đẳng Nhàn nói, cảm giác ưu việt, mày làm hãn huyết bảo mã của tao bị thương, định nói một câu như vậy rồi bỏ qua. Mày cảm thấy, tao làm sao phải bỏ qua cho mày. Dương Phỉ Phỉ nhìn con ngựa mình ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo, móng tay đều chọc lõm cả lòng bàn tay. Tề Đẳng Nhàn híp mắt nói, đừng nói con ngựa này giá trị 60 triệu, cho dù là giá trị 6 tỷ, tôi cũng sẽ làm như vậy. Mạng người lớn như trời, cô muốn phi ngựa đâm người, đó chính là không đúng. Không đúng. Ha ha ha. Mày đang nói với Dương Phỉ Phỉ tao, đây là tao không đúng. Tao chính là muốn đụng chết đứa con hoang hy vọng hão huyền này, hơn nữa, cho dù đụng chết nó, cũng không ai dám nói cái gì tao. Nó bị ngựa của tao đâm chết, đó là vinh hạnh mà chết. Nhưng mày cứu nó, làm con ngựa của tao bị thương, đó chính là mày không đúng. Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt ngạo mạn đáp lại, lại đưa tay chỉ Dương Quan Quan, mày hỏi nó, nhìn xem nó có cảm thấy hay không, đây là tao không đúng. Dương Quan Quan quả nhiên một câu cũng không dám nói, ở trước mặt Dương Phỉ Phỉ sợ đến mức làm cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao,
Dương Quan Quan đối với hắn chính là thẳng tay đấm người, hơn nữa, hắn còn là cấp trên trực tiếp của Dương Quan Quan. Chẳng lẽ, Dương Quan Quan này là một người ra ngoài thì hiền lành ngoan ngoãn, ở nhà thì đối xử không ra gì với người thân. Người của Dương gia, nói cái gì chính là cái đó, chúng ta không trêu được. Đúng vậy, xin lỗi và thừa nhận sai lầm là lựa chọn duy nhất. Xúc phạm Ma Đô Dương gia, đồng nghĩa với tự tìm đường chết, người ta thế lực hùng mạnh, nghiền chết một người quả thực đơn giản như nghiền chết một con bọ ngựa. Mọi người sau khi nghe Dương Phỉ Phỉ nói xong cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cho rằng rất bình thường, người của Ma Đô Dương gia nên hung hăng càn quấy, nên quân phiệt. Dương Quan Quan cắn răng, cuối cùng nói, có chuyện gì nhằm vào tôi là tốt rồi, tôi không muốn liên lụy người khác. Không muốn liên lụy người khác. Vậy cũng tốt. Con ngựa này của tôi lúc trước mua được phải tốn 60 triệu. Phí vận chuyển từ Ả Rập trở về lại là mấy triệu, mời người chăm sóc, huấn luyện lại là mấy triệu. Hơn nữa, nó bây giờ bị kinh hãi, tôi vì nó mà lấy một chút tiền tổn tinh thần cũng không quá đáng. Như vậy được rồi. Nể tình ngươi cũng sống ở Dương gia nhiều năm như vậy, tôi giảm giá cô, bồi thường 100 triệu đi. Cô lấy ra 100 triệu, tôi bỏ qua cho hắn, cũng có thể suy nghĩ thêm bỏ qua cho đứa con hoang như cô. Dương Phỉ Phỉ khoanh tay, nhìn Dương Quan Quan bằng nửa con mắt, vẻ mặt khinh thường nói. Sắc mặt Dương Quan Quan trắng bệch ngay tại chỗ, 100 triệu, cô lấy từ đâu ra 100 triệu. Bây giờ tổng số tiền gửi chỉ còn lại vài trăm ngàn. 100 triệu. Chỉ là một con ngựa nát, cô đùa tôi đấy. Kiều Thu Mộng nhìn không được, lớn tiếng hỏi lại. Nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của cô, và làm sao cô có thể hiểu được thế giới của người giàu đây? Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt tràn đầy khinh miệt cười. Kiều Thu Mộng bị mắng đến mặt đỏ bừng, mà Đô Dương gia, đó chính xác là một sự tồn tại một rất có tiền cũng rất có thế lực. Dương Phỉ Phỉ nói, thế nào, lấy ra 100 triệu, tôi bỏ qua cho người cứu cô này, cũng cho cô một cơ hội. Ồ, làm sao mà cô có thể có 100 triệu? Tôi thật là ngốc nghếch. Nghe nói cô làm thư ký trong một công ty nhỏ không biết tên. Hơn phần nửa là có việc cô làm, không có việc gì thì ông chủ làm loại công việc của cô đúng không? Cái này cũng rất thích hợp, dù sao cô thích vuốt tóc một cách quyến rũ rồi mở Livestream bán thịt mà. Nhưng muốn bán được 100 triệu, thật đúng là không thực tế lắm. Cả người Dương Quan Quan đều phát run. Nước mắt từng giọt từ trong mắt lăn xuống. Cô cảm giác được trên bả vai bị vỗ mạnh một cái, quay đầu lại, thấy là Tề Đẳng Nhàn, không nén được sửng sốt một chút. Thư ký Dương, cô là người chỉ biết bắt nạt người nhà à? Có thể đánh tôi, gặp phải loại ngu ngốc này, ngược lại cứng rắn không nổi. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười hỏi. Dương Quan Quan có chút tức giận, tên khốn kiếp này, đã lúc nào rồi, lại còn không quên đến sỉ nhục mình. Thù dai như vậy sao? Dương Phỉ Phỉ lạnh mặt nói, kẻ hèn mọn bán thịt như nó không lấy ra được 100 triệu để bồi thường cho tôi, anh lấy được sao? 100 triệu mà thôi, 10 lần 100 triệu tôi cũng có thể lấy ra được. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Ồ, vậy anh lấy ra đi, lấy ra, có thể giữ được hai chân này của anh. Dương Phỉ Phỉ trêu chọc. Mọi người sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói đều là không kìm được lắc đầu cười nhạo. Một đám vẻ mặt khinh thường. Thật có thể khoác lác đến mức trâu bò, còn 1 tỷ cũng có thể lấy ra. Tôi nhớ hắn không phải là thành viên câu lạc bộ đúng không? Ngay cả thành viên cũng không phải, còn giả vờ như vậy. Chỉ là tên mặt trắng dựa vào phụ nữ mang đến, có tư cách gì làm bộ làm tịch. Nhanh chóng tự phế bỏ hai chân. Dương Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi khinh bỉ nói, tôi nói kẻ hèn hạ này từ đâu ra mà. Thì ra là tên mặt trắng được con hoang bao nuôi. Khó trách vừa rồi cô ta bị đụng, anh sốt ruột chạy ra bảo vệ chủ nhân như vậy, không quan tâm sự an toàn của bản thân. Nếu như đụng chết cô ta, sau này anh ngay cả phiếu cơm cũng không có. Dương Quan Quan tức giận nói, chị đừng nói bậy, em không có quan hệ gì với hắn. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai Dương Quan Quan, để cho cô bình tĩnh lại tâm tình, sau đó thản nhiên nói, 100 triệu tôi đương nhiên có thể lấy ra. Nhưng mà, cô cảm thấy tôi dựa vào cái gì phải bồi thường cho cô tên ngốc này đây? Cô nói cô ấy bao nuôi tôi, vậy cũng không sao cả. Tôi tìm phú bà, đương nhiên cũng phải tìm ngực to vóc người tốt, khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng lẽ, còn có thể tìm dáng người cồng kềnh như cô, sửa sang giống như một chiếc xe buýt nổi tiếng trên mạng? Tề Đẳng Nhàn nói những lời này,
khiến Dương Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người, sau đó giận tím mặt. Còn nữa này, hôm nay tôi nhất định phải nhìn xem, con hãn huyết bảo mã này của cô, rốt cuộc quý giá bao nhiêu. Nói xong, hắn tiện tay cầm lấy khung composite treo bên cạnh xe, rút ra một mũi tên từ trong túi, giơ tay lên nhắm vào con hãn huyết bảo mã đang nằm trên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.